chương 1380, xích hoang cực mạnh mẽ. Ha 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 ha, tóc đen của xích hoang cực rối tung, trong đôi mắt lưu chuyển dị tượng chư thiên tinh thần, đỉnh đầu có mặt trời đỏ, đấm ra một quyền ngay cả tứ đại vương giả cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng né tránh, lại nhân cơ hội phản kích. Vô dụng, xích hoang cực khinh thường nói, ở trong mắt hắn, chỉ có lăng hàn, bắc hoàng, thạch hoàng mới có thể làm đối thủ của hắn, dư tử tầm thường, chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa mà thôi. Bốn người vô diện nào cam tâm chịu thua, dồn dập triển khai tuyệt kỹ, ác chiến với xích hoang cực. Thiên phong xuất chân long, vân nữ nũng nịu một tiếng, dẫn đầu phát động đại chiêu, hai tay trương động, từng đạo thanh phong hiện lên, lượn lờ mây tía, mà ở trong núi này, có tiếng rồng ngâm, tựa hồ phủ phục một chân long. Chân long, đang ở cửu thiên, uy hiếp thiên hạ. phu một luồng áp lực đáng sợ nhất thời bao phủ tứ phương, phảng phất cô gái này chính là thiên hạ tôn sư, tất cả mọi người chỉ có thể kính bái lưu thủy khúc thương thiên âm chu tuyệt vô diện gảy dây đàn âm thanh nhanh như chống trận khiến nhịp tim của người ta không khỏi tăng nhanh thật giống như muốn nổ tung mà từng đạo sóng âm hóa thành nước chảy nhìn như vô ngân nhưng tràn ngập sát cơ chảy tới xích hoang cực dương lâm lấy ra một cái ô cổ kính có nửa bên đã tổn hại nghiêm trọng phá hoại vẻ đẹp nhưng hắn đẩy ra cả người lại giống như thành trung tâm của vũ trụ cực kỳ lóa mắt vạn cổ thanh thiên ta tức vĩnh hằng hắn nói cổ tán phát quang hóa thành một vị cổ phật kim quang vạn trượng phách trưởng về phía xích hoang cực đây là thánh khí không trọn vẹn hắn được ở bên ngoài có thể chấn tinh thần cảnh thác bạt đông cắn răng một cái đấm lên ngực phun ra một dòng máu màu vàng óng sư vương khiếu thiên hạ phục hắn gầm một tiếng đùng 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 không khí bị đánh nứt xung kích về phía xích hoang cực tứ đại vương giả đều ra đại chiêu lúc này ngay cả xích hoang cực cũng không dám khinh thường một trọi một hắn có thể ung dung hạ bất cứ ai trong bốn người này nhưng bị bốn người vây công ưu thế của hắn đã rất nhỏ mà hiện tại bị đại chiêu liên kích áp lực của hắn tự nhiên càng to lớn hơn chỉ cần một sai lầm ngay cả hắn cũng phải nuốt hận không tệ lúc này mới có chút ý nghĩa xích hoang cực cười to chiến ý trùng thiên ở bình thường muốn giao thủ với bốn tên vương giả là chuyện không thể nào điều này làm cho hắn cũng trở nên hưng phấn nhưng ở trước mặt ta cái này còn thiếu rất nhiều hắn đấm ra một quyền Đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Oanh, đây cũng không phải là một quyền phổ thông, mà hóa thành biển lửa vô tận. Trong thanh sơn của Vân nữ lao ra một con thanh long, đầu áp sát biển lửa, nhưng trong quá trình trùng kích, thân rồng bị đốt đi, chỉ miễn cưỡng vào tới trước người xích hoang cực ba thước liền biến mất. Thanh thủy của vô diện cũng bị liệt diễm đốt cháy, ở cách hai thước biến mất. Dương Lâm thì mạnh hơn, dù sao cổ tán trong tay hắn chính là thánh khí, cổ Phật phá tan biển lửa, một trường bổ tới trước mặt xích hoang cực nhưng vừa vặn nghinh tiếp nắm đấm của xích hoang cực nổ ra, nhất thời tan nát. Sư vương khiếu của thác bạt đông đánh nứt không khí, miễn cưỡng tới cách thác bạt đông ba thước, liền không cách nào tiến vào mảy may. Tứ đại vương giả liên thủ, lại tuyên cáo vô công. Cạn bã nên cút, xích hoang cực bù thêm một quyền, hóa thành bốn diễm hổ, đánh tới bốn người. Oanh oanh oanh, sau khi phát ra đại chiêu, bốn người đang đứng ở kỳ suy yếu, nơi nào có thể đối kháng xích hoang cực phản kích, nhất thời bị đánh bay. Cũng may bọn họ là vương giả, đòn đánh này chỉ đánh bay bọn họ, tạo thành một chút tổn thương, nhưng không có cách nào trọng thương bọn họ. Vải áo ở cánh tay phải của vân nữ bị đánh tan, lộ ra một đoạn cánh tay trắng sáng như tuyết, bóng loáng như ngọc, cảm động đến cực điểm. Dương Lâm thì lui ba trượng, sắc mặt trắng nhợt, còn may chưa có phun ra máu. Thác bạt đông hừng lực đằng lùi lại 17 bước, ở trên đường lưu lại một loạt dấu chân thật sâu, kim mau múa tung. Đùng, khăn che mặt của vô diện phá nát, hiện ra một khuôn mặt không có ngũ quan hí nhìn thấy bộ mặt thật của vô diện dù người nơi này đều là vương giả trẻ tuổi cũng ít vào một hơi đây là người nào gương mặt hoàn toàn không có ngũ quan thậm chí ngay cả tóc lỗ tai cũng không có chỉ có một cái đầu nếu không phải hắn mặc quần áo còn có hai mặt trước sau chỉ nhìn cái đầu thì bên nào là mặt bên nào là gáy cũng không thể nhận biết cái tên này là nói như thế nào vô diện thực sự là vô diện Vô diện thở dài, rõ ràng không có miệng, nhưng tất cả mọi người cảm giác được hắn xác thực thở dài, hắn rút kiếm, khe khẽ rung lên nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phải đến một bước này. Món đầu gì, xích hoang cực lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, thế giới này ngoại trừ võ đạo ra, đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú cũng không nhiều. Xưa nay hắn chưa từng nghe nói qua chủng tộc nào như vậy, thậm chí ngay cả mặt cũng không có. Soạt, vô diện vung ra một kiếm, nhưng không có chém về phía xích hoang cực, mà đâm về phía mặt của mình, phốc, nhất thời có máu tươi chảy ra. Chuyện này, bị người nhìn thấy hình dáng xấu liền muốn tự sát sao? Không, chỉ thấy vô diện xuất liên tục mấy kiếm, ở trên mặt mình đào ra mấy cái hố máu, giống như vẽ trên giấy, nhất thời có thêm hai con mắt, một lỗ mũi cùng một cái miệng. Đương nhiên, chỉ là một mảnh huyết mà thôi, nhưng sự tình kinh người xuất hiện, hố máu cấp tốc biến hóa, biến ra một đôi mắt, mũi nhô lên cao, miệng nứt ra, lộ ra hai hàm răng tóc của hắn đang bằng tốc độ kinh người mọc ra, lỗ tai cũng vậy, chỉ mấy hơi, một người chân chính xuất hiện. Đây là một nam tử vô cùng anh Tuấn, hoàn toàn có thể nói là siêu cấp Mỹ nam tử, quả thực có thể làm cho nam nhân đố kỵ. Nhưng bảy người ở đây chỉ khiếp sợ, bởi vì khí thế của vô diện lại cất cao, vượt qua cấp bậc vương giả, tiến quân về phía vương trong vương. Đây là tình huống thế nào? Vẽ ra khuôn mặt, thực lực liền tăng vọt gấp mấy lần. Ta nhớ ra rồi, Dương Lâm đột nhiên mở miệng, chỉ vào vô diện nói. Ngươi là vô nhan tộc, vô nhan tộc, thượng cổ thiên tộc, vân nữ cũng kinh hô, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thượng cổ thiên tộc, bốn chữ này đại biểu thần bí cùng mạnh mẽ, chỉ cần ai dính líu quan hệ với bốn chữ này, vậy tất nhiên có thể khuấy lên một phương phong vân. chương 1381, vô nhan tộc. Cửu xa, vô nhan tộc, xuất hiện hai thượng cổ thiên tộc. Cái kia, có thể giới thiệu một chút vô nhan tộc là tình huống thế nào không? Lăng Hàn cười nhấc tay, vô diện cười nhạt nói ta tự mình nói đi hắn nhìn về phía xích hoang cực khí thức phun trào như biển sắp có thể đối kháng xích hoang cực rồi vô nhan tộc sinh ra liền không có mặt đây là cổ tổ sáng tạo ra một loại bí pháp có thể để cho tu vi của tộc nhân tiến bộ mãnh liệt sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ có vương giả chi tư có điều mỗi người theo huyết mạch không giống đạt được thành tựu cũng không tương đồng nói chung vô nhan tộc không có mặt thời gian càng dài đối với tu vi liền càng có lợi dưới vô nhan, trong cơ thể chúng ta sẽ tích trữ lực lượng, ở lúc dung nhan sinh thành bạo phát. Vô diện đơn giản giải thích, nói cách khác, tộc này càng không có mặt, huyết mạch liền càng thâm hậu, tốt nhất là đi tới thánh nhân cảnh lại bạo phát, vậy nói không chắc có thể trực tiếp tiến vào tiên vực. Chẳng trách, hiện tại khí thế của hắn lại có thể chống đỡ được xích hoang cực, trở thành vương trong vương thứ năm. Có chút ý nghĩa, Dương Lâm cười to, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, nhất thời, hơi thở của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền đuổi theo vô diệt. Hắn dung cổ toán nói, không nên quên dương lâm ta, hắn là người được thiên địa sủng ái, được thánh khí nhận làm chủ, số mệnh như vậy ai có thể ngang hàng. Nhất định là vương, đây là thần đan gì, lại kinh người như vậy, tất cả mọi người giật mình, vương giả vốn đã tu đến cực cảnh đỉnh cao, muốn tăng lên một tia sức chiến đấu cũng thiên nan vạn nan, muốn bước vào cấp bậc vương trong vương, vậy cần tu luyện bí pháp vô thượng. Tỷ như bất diệt thiên kinh, hay ngộ được bí mật của thiên kiếp, tu ra thiên kiếp lôi đình, lại hoặc như vô diện, người ta là thượng cổ thiên tộc, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ. Đến cấp bậc vương giả này, đan dược gì cũng không có tác dụng, đan dược đặt ở trên người thần linh phổ thông có thể tăng lên hai tinh cấp, nhưng vương giả dùng thì ngay cả một thành tác dụng cũng chưa chắc có. Dương Lâm, vận khí ra thân, ngay cả thánh khí cũng chủ động nhận chủ, vậy hắn nhặt được một ít thần dược cổ xưa, có thể tiến lên một bước cũng không quá ngạc nhiên. Tuy chỉ là tạm thời, xích hoang cực cười to nhìn lại vân nữ cùng thác bạc đông nói các ngươi có thủ đoạn tăng lên thực lực hay không có thì dùng không có liền cút vân nữ cùng thác bạc đông đô cười khổ bọn họ ở trên đại tinh của mình đều là vương giả vô địch thiên tài đỉnh cấp ngay cả tư cách luận bàn cùng bọn họ cũng không có nhưng đến nơi này chỉ có bị mắng cút đi nhưng không có cách nào bọn họ cách vương trong vương vẫn tranh lệch một ít tranh lệch này không phải cảnh giới mà là bí pháp huyết mạch vậy thì không quan hệ tới nỗ lực cùng thiên phú của bọn họ. Hai người lui về phía sau, tranh cướp như vậy đã không phải bọn họ có thể tham dự. Năm người sao, gần như được rồi, ánh mắt của xích hoang cực đảo qua, phong thái hiện ra, oanh, mặt trời đỏ trên đỉnh đầu hắn phóng ra ánh sáng chói mắt. Cùng một chỗ oanh bại bọn ngươi, nhìn ta ngồi lên vương tỏa. Hắn như điên rồi, lại đồng thời công kích về phía năm người lăng hàn. Một đánh năm, hơn nữa còn là vương trong vương, không phải điên thì là cái gì lăng hàn hừ một tiếng đấm ra một quyền nhưng không phải đón đánh xích hoang cực mà đồng dạng hóa thành năm đạo tiến công năm vương giả đỉnh cấp khác hỗn chiến sao ta yêu thích cả người thạch hoàng rung lên nhất thời hóa thành cao ba trượng những người khác ngay cả đầu gối của hắn cũng không tới trong nháy mắt biến thành người khổng lồ bàn tay lớn thỏ ra công kích năm người khác bác hoàng cười to trường đao triển khai tùy ý bắn ra hàn quang vô tận vô diện dương lâm không cam lòng yếu thế một cái xuất kiếm một cái chấn động của tán, phát động tấn công về phía năm người khác. Vân nữ cùng thác bạt đông nhìn chăm chú, chiến đấu như vậy cực kỳ hung hiểm, bởi vì phải đồng thời chịu đựng năm tên vương giả đỉnh cấp cuồng oanh loạn tạc. Đổi thành bọn họ, e là không cần 10 chiêu thì thương tích đầy giấy, không thể không thua trận. Dưới tình huống như vậy, cho dù đồng dạng là vương giả đỉnh cấp, tranh lệch cũng rất nhanh thể hiện ra ngoài. Vô diện, Dương Lâm bắt đầu bị thương, chảy máu, sức chiến đấu cấp tốc rơi xuống. Hết cách rồi, vô diện vừa mới bước vào tầng thứ này, không thể lập tức trở thành vương giả đỉnh cấp, mà Dương Lâm dựa vào đan dược tăng lên, không thể trăm phần trăm hoàn mỹ điều khiển lực lượng của mình. Lăng Hàn không hề có dự định lưu thủ, oanh, oanh, rất nhanh, Dương Lâm cùng vô diện liền bị đánh bay ra ngoài. Ở đây bị thua cũng không cần ủ rũ, bởi vì đây tương đương với bị năm tên vương giả đỉnh cấp vây công, ai có thể bất bại. Bốn người vân nữ nhìn về phía bốn người còn đang ác chiến, trong lòng không thể không viết một chữ phục, bốn người kia hiển nhiên càng mạnh hơn. Thế nhưng, vương giả chân chính chỉ có một, chính là người cuối cùng trèo lên đỉnh, những người khác đều sẽ trở thành đá đạp chân, mặc người phong quang vô hạn, nhưng đánh nhau cùng cấp thất bại, vậy chính là lá xanh, chỉ vì tôn hồng hoa mà thôi. Một người là vua, những người khác tối đa chỉ là ngụy vương. Là lăng hàn, hay bắc hoàng, thạch hoàng, hay xích hoang cực, không có ai biết, bốn người này chiến thực quá kịch liệt, nhưng lại có thể ở trong chiến đấu kịch liệt thủ đến mình nước chảy không lọt, hoàn toàn có thể chiến đấu như thế mười năm trăm năm. Nhưng nào có nhiều thời gian cho bọn họ như vậy, ba ngày phân không ra thắng bại, toàn bộ đào thải. Lăng Hàn ngừng chiến trước tiên nói, tiếp tục đánh như vậy, một trăm năm cũng không phân ra thắng bại. Hừ, ta không thể không thừa nhận, ba run dế các ngươi có chút thực lực, nhưng so với ta còn kém xa. Xích hoang cực nói, tuy thừa nhận thực lực của ba người Lăng Hàn, nhưng trước sau vẫn tự đại như một. Thạch Hoàng nói, phải làm sao phân ra thắng bại chúng ta giúp thăm hai hai chiến một trận người thắng được tái chiến người thắng liền hai trận là thứ nhất lăng hàn nói đừng nhìn bốn người hỗn chiến càng thêm hung hiểm trên thực tế chính bởi vì hỗn chiến mỗi người không thể đem hết lực lượng phóng tới công kích nhất định phải lưu lực phòng thủ ngược lại không dễ dàng phân ra thắng bại nói thí dụ như rất nhiều đại chiêu căn bản không có thời gian xúc tích được xích hoang cực gật đầu đến lúc này kỳ thực hắn cũng thừa nhận ba sinh linh thần giới kia có tư cách đối kháng hắn từng đôi chém giết mới có thể chân chính phân ra cao thấp. chương 1382, thể phách mạnh nhất đấu đối. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng nhìn nhau một cái, cũng gật đầu. Rút thăm, lang Hàn đối chiến Thạch Hoàng, Xích Hoàng cực đối chiến Bắc Hoàng. Không có bất kỳ phí lời, bốn người lập tức chiến lên. Nhân tộc, xem quyền, Thạch Hoàng đấm ra một quyền, nắm đấm còn lớn hơn nắp nồi như Ngọc Thạch làm thành, giật động lưu quang, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng quả đấm của hắn giòn. Trên thực tế hắn có huyết mạch Thạch Linh, thể phách kiên cố mới là vương bài to lớn nhất của hắn. Có thể so với thần thiết cung cấp, bởi vậy, phong cách chiến đấu của Thạch Hoàng là thiếp thân cận chiến. Hắn từng ở một tinh vực chiến với một tên vương giả cung cấp, chỉ oanh người quyền mà thôi, liền đánh đối phương thành thịt nát, nếu không phải hạ thủ lưu tình, ngay cả thần hồn cũng có thể giảo diệt. Lăng Hàn cười ha ha, cũng một quyền đón nhận, oanh, hai nắm đấm va vào nhau, bắn ra ánh sáng khủng bố, dễ dàng liền xé rách không khí, Hình thành từng vòng xoáy màu đen, thật giống như không gian cũng vỡ tan. Đây cũng không phải là không thể, bởi vì ở đây sơn hà cảnh cao nhất, mỗi người bọn họ đều tương đương với Thánh Vương, Thánh Vương ra tay, xé rách không gian cũng không ngạc nhiên. Thạch Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Hàn cùng hắn đối đầu một quyền, không chỉ không gãy xương, thậm chí ngay cả da cũng không có phá. Hắn thừa nhận thực lực của Lăng Hàn, nhưng nói đến cận chiến vật lộn, này là lĩnh vực của hắn, lại như Bắc Hoàng cùng hắn thực lực tương đương nhưng hoàn toàn không dám rút ngắn khoảng cách đấu đối. Thiên tài tự nhiên biết sở trường cùng khuyết điểm của mình, nên giải tránh ngắn mới là vương đạo. Hắn thấy Lăng Hàn thích dùng nắm đấm, lúc rút thăm liền rất chờ mong cùng Lăng Hàn một tổ, muốn lĩnh giáo quyền thuật của Lăng Hàn, không nghĩ tới đối đầu mới phát hiện nắm đấm của Lăng Hàn càng cứng đến lạ kỳ. Chơi vui, thạch hoàng hưng phấn, chiến ý bắt đầu thiêu đốt, trước hắn chỉ ôm tâm thái vui đùa một chút, lúc này mới thật sự quyết tâm. Lăng Hàn phủi một cái tay nói, rất ít người cùng ta liều quyền mà xương không nát người không tệ câu nói này chính là ta muốn nói thạch hoàng lại xông lên vung quyền đánh tung nhân tộc tuyệt đối không nên kinh sợ cùng ta đấu vạn quyền ai kinh sợ người đó là tiểu cầu nắm đấm thép của hắn vô địch chưa từng có đánh đã ghiền qua bởi vậy hắn cũng sợ lăng hàn không đánh thoải mái sớm kích tướng lăng hàn không khỏi đổ mồ hôi lạnh vị thạch hoàng này bao lớn a à, thậm chí ngay cả tiểu cầu cũng nói ra hắn lắc đầu một cái Người nói, tốt, có điều, người thua cũng không nên khóc nhẹ. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Thạch Hoàng kêu lên, không sợ liền tốt, hai người đối đầu, vứt bỏ tất cả hoa chiêu, chỉ dùng nắm đấm không ngừng đánh về đối phương. Cái này nhìn mà khóe miệng của bốn người vô diện co giật, chỉ cảm thấy hai người này chính là cầm thú. Người bình thường đâu thể nào nắm giữ thể phách khủng bố như thế. Nhân lực có hạn, người đem 7 phần 10 lực lượng đặt ở công kích, liền chỉ có 3 phần 10 lực lượng có thể đưa đến phòng thủ. Nhưng nhìn tư thế của Lăng Hàn cùng Thạch Hoàng, bọn họ rõ ràng là dùng 10 phần lực lượng ở công kích. Điều này nói rõ, thể phách của hai người này đều biến thái, căn bản không cần lấy nguyên lực phòng thủ. Cung cấp, có người tổn thương được bọn họ sao? Bốn người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chỉ dựa vào lực lượng là không cách nào làm được. Bọn họ đã ăn đối phương khoảng một nghìn quyền, nhưng xương của người nào cũng không có dấu hiệu vỡ nát, da rẻ phá tan. Nhất định phải vận dụng hỏa diếm, băng xương hay lực lượng quy tắc đi hòa tan, hoặc đóng băng để cho mất đi tính dai. Quy tắc vốn là một bộ phận của sức chiến đấu, như hai người này chỉ dùng lực lượng đấu, này vốn là đấu pháp của mãng phu, cao thủ rất xem thường. Nhưng hai vương giả đỉnh cấp kia lại làm không biết mệt. Thạch Hoàng mặt cũng nở hoa rồi, chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn đánh thoải mái như thế. Hảo cảm của hắn đối với Lăng Hàn không khỏi tăng vọt, thầm nghĩ mặc dù người này là nhân tộc, nhưng hoàn toàn có thể kết giao bằng hữu. Nhân tộc ta muốn tăng lên sức chiến đấu. Hắn nói, hiển nhiên chỉ dùng thể phách, mọi người là không có cách nào đánh tan thể phách của đối phương. Ta cũng đang có ý này. Lăng Hàn cười to nói, Minh Ngọc Công, Thạch Hoàng khẽ quát một tiếng, hai nắm đấm vốn chỉ bóng loáng giống như Ngọc Thạch, nhưng hiện tại hoàn toàn thông thấu minh hóa, từng cái thần văn tỏa ra, che kín hai nắm đấm. Trên hai nắm đấm của Lăng Hàn, thần văn màu xanh lam phát sáng, xì xì xì, chấp giật quấn quanh ở trên quả đấm của hắn, cái này không phải lôi đình phổ thông, mà là thiên lôi. Đệ, Thạch Hoàng vốn đã một quyền sắp đánh tới, nhưng mạnh mẽ ngừng lại. Cho dù là hắn, đối mặt Thiên Kiếp vẫn có một tia khiếp đảm. "Không đánh sao?" Lang Hàn cười nói, "Đánh." Thạch Hoàng lập tức mạnh miệng nói, nhanh chân bước ra, một quyền bảo oanh. Lang Hàn đón nhận, oanh, nắm đấm của hai người va vào nhau, lần này lực xung kích càng thêm đáng sợ, bởi vì hai người dùng tới lực lượng quy tắc, không chỉ lực lượng va chạm, còn có pháp tắc xung kích bắn ra, ánh chấp từ nắm đấm lan tràn về phía cánh tay của Thạch Hoàng, đùng 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 đùng, quần áo trên cánh tay hắn hóa thành cho bụi, mà khi ánh chấp từ bả vai lan tràn về phía thân thể, chỉ thấy bảo sam trên người hắn phát sáng, ngăn cản ánh chấp tiến thêm một bước. Hai người dồn dập lùi về sau, đều đã vận dụng bí pháp, sức chiến đấu tự nhiên không thể giống nhau. Thạch Hoàng giơ tay nhìn, nắm đấm giống như ngọc thạch của hắn phá tan rồi, chảy ra chất lỏng màu xanh, mùi thơm thấm mũi. Đây là máu của hắn, nhưng bởi vì bản thân hắn là Thạch Linh, tuy không thuần túy giống cha hắn, nhưng dòng máu của hắn kỳ thực là linh dịch hiếm thấy, chính là đồ bổ kinh người. Hắn khiếp sợ, tuy hắn không phải không có nhận qua tổn thương, nhưng có thể ở trong cùng cấp, lấy phương thức nắm đấm đối oanh để hắn bị thương như thế, đây là lần đầu. Dựa vào, nắm đấm của nhân tộc này lại cứng hơn của hắn. Hắn nhìn Lăng Hàn, nắm đấm của đối phương vẫn đang yên đang lành. Lăng Hàn dùng cái mũi ngửi ngửi, nhìn chằm chằm tay của Thạch Hoàng nói: cái kia đừng lãng phí, dùng lọ cất lại đi. Thạch Hoàng nhất thời tức điên mũi nói, đây là máu của ta, ta biết, vì lẽ đó đừng lãng phí, ngược lại đã chảy ra, không bằng đưa cho ta đi. lang Hàn lộ ra nụ cười vô hại, ngươi cái thằng khốn này, chương 1383, phá kim tam quyền. Thạch Hoàng giận dữ, một vệt hào quang dâng lên, quả đấm của hắn lập tức khép lại, tốc độ nhanh kinh người. Hắn là Thạch Linh Hậu Duệ, thân thể cứng rắn, sức khôi phục kinh người chính là hắn am hiểu nhất trở lại hắn vung quyền không tin đường đường thạch linh sẽ ở trong cận chiến thua một nhân tộc như ngươi mong muốn có điều người thua liền phải cho ta một bình linh dịch lang hàn cười nói đó là máu của ta thạch hoàng cường điệu nói ta biết hẹp hòi cái gì cùng lắm ta cũng lấy cho ngươi một chút lang hàn không phản đối nói được chỉ cần ngươi có thể thắng ta ta đưa ngươi một bình linh dịch thạch hoàng tức hỏng rồi song quyền huy động liên tục bảo sam trên người phát sáng không chỉ có thể tăng lên phòng ngự của hắn, còn có hiệu quả bổ trợ lực lượng nhất định. Dù sao, đây chính là vật liệu thánh cấp, cho dù hiện tại bị cắt đến sơn hà cảnh, cũng có công hiệu cực mạnh. Ha ha, đây chính là ngươi nói, chờ sau đó không nên chơi xấu. Lang Hàn cười to, đánh thắng ta lại nói. Thạch Hoàng trầm giọng nói, hắn gia trì cho mình các loại bí thuật, sức chiến đấu lại tăng lên một đoạn. Lang Hàn không phản đối, trực tiếp phát động Thiên Uy. Vù, dưới một cái xung kích sức chiến đấu của thạch hoàng nhất thời giảm mạnh hai tinh cái này thật đáng sợ sức chiến đấu mất hai tinh là khái niệm gì bị tước gấp trăm lần a sức chiến đấu của hai người vốn tương đương nhưng một cái đột nhiên bị tước đi trăm lần sức chiến đấu cái này vẫn là thực lực tương đương chiến đấu sao lang hàn đấm ra một quyền cả người thạch hoàng bay ra xa oanh 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 thân thể của thạch hoàng một đường va chạm chỉ ít đụng gãy chừng trăm gốc đại thụ lúc này mới ngừng lại cả người treo ở trên một trạc cây lớn veo thân thể cao ba trượng lập tức thu nhỏ lại, hóa thành tiểu nhân cao ba tắc. Hắn dùng sức lắc đầu, cuối cùng mới tỉnh táo lại. Hắn không khỏi ngơ ngác, đối phương lại có bí pháp có thể ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn, cái này quá kinh người. Không phải suy yếu một thành hai thành, mà là hai tinh. Phải biết. Coi như vương giả đỉnh cấp cùng vương giả phổ thông tranh lệch cũng không tới một tinh A. Ở trước mặt lăng hàn, ngay cả vương giả đỉnh cấp cũng không có tư cách xưng vương giả, thế thì còn đánh cái giám. Thật mạnh, thạch hoàng trầm giọng nói đó là thiên uy sao trừ khi như vậy nếu không ngay cả chân long trị uy cũng không thể ảnh hưởng thạch linh nhất mạch ta phụ thân hắn chính là thạch linh đắc đạo là thánh nhân ngang hàng chân long bởi vậy mọi người cùng cấp ngay cả chân long cũng không thể ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn lang hàn khẽ mỉm cười nói không sai chính là thiên uy thạch tiểu tử còn đánh nữa không không đánh liền ngoan ngoãn giao linh dịch ra đây chỉ là thiên uy còn không đủ thạch hoàng lắc đầu hắn nhanh chân phóng về phía lăng hàn, trên người có một đạo ánh sáng mịt mờ bao phủ. Ta vận chuyển bí pháp của bộ tộc ta, trong vòng một canh giờ vạn pháp bất xâm, nếu trong đoạn thời gian này không thể đánh bại ngươi, ta bái phục chịu thua. Lần này, hắn cũng không có phóng to hình thể, chính là hình thái tiểu nhân, nhưng một quyền vung ra, lực lượng ngưng tụ đến một điểm, lực phá hoại càng thêm đáng sợ. Lăng hàn giật động thiên uy đánh tới đối phương, quả nhiên, thiên Huy cũng không cách nào tạo thành ảnh hưởng với thạch hoàng, xem ra đúng như hắn từng nói, ở trong vòng một canh giờ hắn vạn pháp bất xâm. Ha ha, một canh giờ muốn đánh bại ta? Lăng Hàn cười to, đây thực sự là đùa giỡn. Hắn đồng dạng vung quyền, đánh tới Thạch Hoàng, trước đó nắm đấm của Thạch Hoàng có thể so với cái giếng, nhưng hiện tại nhỏ như móng tay, so với nắm đấm của Lăng Hàn, to nhỏ hoàn toàn kém xa, ngay cả trẻ con cũng không tính. Nhưng nếu ai coi thường, vậy tuyệt đối sẽ ăn vị đắng. Trạng thái bản thể mới là mạnh nhất, đối với bất kỳ sinh linh nào cũng áp dụng. Ở hình dáng này không thể nghi ngờ thể phách của Thạch Hoàng sẽ càng mạnh hơn, mà lực lượng tập trung, lực phá hoại cũng càng lớn hơn. Oanh, hai nắm đấm va vào nhau, quyền lực của Thạch Hoàng toàn bộ tập trung ở một điểm bộc phát, hình thành xung kích đáng sợ. Thẻ, trong cơ thể Lăng Hàn truyền ra thanh âm là xương vai chật khớp. Thật lợi hại, Lăng Hàn gật gù, tiện tay chỉnh xương trở về vị trí cũ, lực xung kích của cú đấm này thực đáng sợ, tuy không thể đập gãy thần cốt của hắn, nhưng tạo thành ảnh hưởng tương đối. Thạch Hoàng khiếp sợ đến miệng mở lớn. Ở dưới trạng thái bản thể của hắn, chân thật một quyền lại chỉ có thể đánh Lang Hàn chật khớp. Ta dựa vào chúng ta đến cùng ai là Thạch Linh A? Thạch Hoàng nghiêm nghị nói: Nhân tộc người có tư cách để ta sử dụng phá kim tam quyền rất mạnh sao? Lang Hàn cười hỏi. Trong ngũ hành sinh linh, kim chủ nhuệ sát, thạch chủ phòng ngự, nhưng cha ta không cam lòng sáng chế phá kim tam quyền, cho rằng lực công kích của Thạch Linh tộc ta đồng dạng có thể vượt qua Kim Linh tộc. Thạch Hoàng nói hắn vận chuyển quyền thế, tuy chỉ cao ba tấc, nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ kinh người, ầm ầm ầm, đại địa bên người hắn từng tầng từng tầng rơi xuống, phảng phất có một bàn tay vô hình chen theo. Đây chỉ là vận chuyển quyền thế mà thôi, nếu như bị chân thật oanh một quyền, vậy lực phá hoại sẽ đến đáng sợ đến mức nào? Dám tiếp sao? Thạch Hoàng nói, mang theo cực kỳ ngạo khí. Đây chính là quyền pháp của một vị thánh nhân sáng tạo, nếu không phải hắn có thạch linh huyết mạch, căn bản không thể vận chuyển ra. Đúng vì như thế, uy lực của quyền pháp này rất kinh thiên động địa. Có gì không dám, Lăng Hàn tràn ngập tự tin, trong cùng cấp, ai có thể đánh tan thể phách của hắn. Coi như có, nhiều lắm là tạo thành một ít tổn thương, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh liền có thể khép lại. Nhân tộc, sau trận chiến này, coi như người thua, cũng có tư cách làm bằng hữu của ta. Thạch Hoàng cười nói, hắn yêu thích người dám cùng hắn cứng đối cứng. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn ngược lại cũng thích loại tính cách ngay thẳng như Thạch Hoàng. Quyền thứ nhất, Thạch Hoàng vọt tới, nhảy lên thật cao, nhưng bởi vì quá nhỏ, hắn nhảy lên cao đối với Lăng Hàn mà nói cũng chỉ là vị trí trước mặt, sau đó một quyền đánh tới. Lăng Hàn ra quyền đón nhận, oanh, thân thể nho nhỏ của Thạch Hoàng nhất thời bùng nổ ra lực lượng đáng sợ, đánh Lăng Hàn bay ra ngoài. Oanh, Lăng Hàn bay mấy chục trượng mới rơi xuống đất, rách gan bàn tay, máu me đầm đìa. Không hổ là bí pháp do thánh nhân sáng tạo, lợi hại. Chương 1384, cuối cùng chiến sích hoang cực. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, cú đấm này cuối cùng đánh tan phòng ngự của hắn, nhưng chỉ như vậy, không có cách nào thương tổn được thần cốt của hắn. Dù sao, cường độ thần cốt của hắn đạt đến cấp độ thần thiết cấp 5, thử hỏi Sơn Hà Cảnh có ai có thể đánh tan. Ngay cả lực lượng cực cảnh đỉnh cao cũng không được, dùng liệt diễm đốt cháy, tiêu tốn mấy ngày mấy đêm hẳn có thể hóa luyện. Quyền thứ hai, Thạch Hoàng quát to, lần thứ hai vung ra hữu quyền, quái lạ chính là, thân thể của hắn không có chút biến hóa nào, nhưng nắm đấm vung ra lại đột nhiên phóng to gấp mấy chục lần. Oanh, Lang Hàn bị chấn bay ra ngoài, nhưng lần này hắn ở trên không trung dùng ngựa tự quyết, trượt một cái, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Hắn vẩy vẩy tay nói: quả thật có chút lợi hại, tay của ta cũng có chút đau. Thạch Hoàng hét dài một tiếng, lại vung một quyền, lần này quả đấm của hắn hóa thành một ngọn núi, giơ lên thật cao, tựa hồ có thể đánh xuyên vùng thế giới này, mang theo phách như vậy khí cú đấm này nặng nề đập xuống, chấn về phía Lăng Hàn. Ngay cả Bắc Hoàng cùng Xích Hoàng cực chiến đấu cũng bị ảnh hưởng, để bọn người vô diện lui lại. Cú đấm này, thậm chí đạt đến uy lực của Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh cao. Cái này quá khó mà tin nổi, phải biết coi như tu đến sơn hà cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ có thể sánh ngang Nhật Nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ mà thôi, nhưng hiện tại sức chiến đấu của Thạch Hoàng lại ở trên cơ sở này tăng lên ba tinh. Đây là một đòn cực kỳ thăng hoa, cực kỳ óng ánh, dù Thạch Hoàng dựa vào huyết mạch, cũng chỉ có thể vung ra một quyền mà thôi. oanh, cú đấm này như xuyên thủng bầu trời, mang theo đại thế vô cùng vô tận đè xuống. ầm, um, một quyền oanh qua, đại địa rung động không ngớt, toàn bộ núi rừng chỉ ít bị phá hủy một phần ba. mặt đất phẳng phất bị nhấc lên thảm, không ngừng gợn sóng, chỉ ít qua mười mấy hơi thời gian mới ngừng lại. thật đáng sợ, một quyền chi uy có thể mạnh đến phần này. phải biết, đây chính là khu vực do quy tắc hai giới va chạm hình thành, vốn nên cứng rắn không thể phá vỡ thạch hoàng thu quyền đùng cự quyền như núi cao thu nhỏ lại hắn lộ ra vẻ ngạo nghễ một quyền này ngay cả đại bộ phận nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh cao cũng có thể oanh bại huống chi sơn hà cực cảnh nắm đấm thu hồi hiện ra cảnh tượng phía dưới lăng hàn vẫn đứng như cũ hí không chỉ thạch hoàng lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được những người khác cũng dồn dập như vậy ở dưới oanh kích như thế lăng hàn lại còn như người không liên quan trên thực tế muốn lấy man lực phá hủy thần thiết cấp 5 vậy khẳng định cần lực lượng nhật nguyệt cảnh trung cực vị trở lên. Nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, vậy cần dùng tới lực lượng pháp tắc, tỉ như liệt diễm đốt cháy, tỉ như độc thủy ăn mòn. Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh, sức phòng ngự, sức khôi phục vốn cách xa sức chiến đấu. Nếu như nói, trên đời có hai Lăng Hàn, vậy khẳng định là cục diện ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Lăng Hàn hoạt động gân cốt một chút, quần áo của hắn hoàn toàn bị phá hủy, nhưng hắn đã lấy ra cái mới thay, cười nói cú đấm này không tệ đánh cho xương của ta cũng sắp muốn đứt đoạn nếu như quyền lực của thạch hoàng còn có thể mạnh hơn một chút bước vào nhật nguyệt cảnh chung cực vị vậy xác thực có thể làm được kiêu ngạo như thạch hoàng cũng trợn mắt ngoác mồm không thể không viết chữ phục đánh nhau cùng cấp ta không phải đối thủ của ngươi luận phòng ngự lang hàn thậm chí vượt qua thạch linh như hắn luận lực công kích lang hàn nắm giữ thiên uy có thể cắt bỏ đối phương hai tinh cấp đánh nhau cùng cấp ngay cả vương giả đỉnh cấp cũng chỉ có nuốt hận ở công, phòng đều đáng sợ như vậy, bảo người ta làm sao chơi. Muốn thắng Lăng Hàn, nhất định phải ở mặt cảnh giới chiếm được ưu thế. Ngươi thật là một biến thái." Thạch Hoàng thong thả nói, đánh giá như vậy lẽ ra nên là người khác dùng ở trên người hắn, nhưng hiện tại là từ trong miệng hắn nói ra, có thể thấy được hắn thực bị dọa rồi. Lăng Hàn cười ha ha nói, "Nguyện thua cuộc, linh dịch đâu?" Thạch Hoàng phiền muộn, nhưng không có nuốt lời, vẽ lên cánh tay một vết thương, bỏ ra một bình nhỏ linh dịch hắn là cường giả tinh thần cảnh, lại là thạch linh, máu của hắn ở cấp bậc tinh thần cảnh cũng có thể xưng là trí bảo. Hắn ném bình ngọc cho Lăng Hàn, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không khách khí, thu vào trong hắc tháp. Một bên khác, xích hoang cực cùng bác hoàng còn ác chiến, hai người cũng ra hết tuyệt chiêu. Bác hoàng dùng đao, trường đao màu vàng óng vung chém, ngay cả thiên địa tựa hồ cũng có thể vót ra. Mà xích hoang cực thì dùng một chiếc gương cổ, trong gương không ngừng phun ra liệt diễm, không gì không thiêu cháy. Sức chiến đấu của bản thân bọn họ thực cách biệt không có mấy, hiện tại liều chính là thần khí. Trên lý thuyết mà nói, Bác Hoàng là đệ tử thánh nhân, tuy bảo đao trong tay hắn không phải vật liệu thánh cấp, nhưng là thần thiết cao tới cấp 15, ngay cả hàng hà cảnh đều phải chảy nước rãi, chế tạo thành binh khí tự nhiên mạnh mẽ. Nhưng cổ kính của xích hoang cực lại như là thánh khí, uy lực vô cùng. Hiện tại hai thần khí đều bị cắt đến sơn hà cảnh, vậy tự nhiên là thánh khí càng hơn một bậc, tuy ưu thế này rất nhỏ. Dựa vào ưu thế như vậy, xích hoàng cực cuối cùng chiếm cứ thượng phong, càng tích lũy càng rõ ràng. Bác Hoàng hiển nhiên không phải người thua không chung, hắn vội vàng thối lui 10 trượng, lắc đầu một cái nói. Ta thua, tuy hắn chỉ thua ở thần khí, nhưng thua chính là thua, không cứ gì có thể nói. Xích hoang cực hiếm thấy nghiêm nghị một hồi, nói, người rất mạnh, có điều, thả ra tu vi chiến một trận, ta sẽ thắng càng thêm ung dung. Tu vị thả ra, thánh khí cùng thần khí 15 cấp tranh lệch tự nhiên càng to lớn hơn lăng hàn không khỏi kinh ngạc xem ra người số may cũng không chỉ dương lâm xích hoang cực cũng có một thánh khí kế tiếp xích hoang cực nhìn về phía lăng hàn lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ đánh bại ngươi ta chính là vương chân chính lăng hàn cười ha ha nói ngươi không khỏi quá ếch ngồi đáy giếng đi trước tiên không nói chúng ta ai thắng ai thua chúng ta chứng kiến cũng chỉ là một góc mịt mờ trong vũ trụ trời mới biết ở những nơi khác có người càng mạnh hơn hay không đặc biệt là hắn còn biết có tiên vực hổ nữ bỏ ra 5 năm, năm liền thành sáng thế cảnh, nói đến thiên tài, vậy thì thật là. Ha ha, đến chiến, xích hoang cực tiến lên trước một bước, chương 1385, địa ngục liệt hỏa trận. Tam sinh như diệt, thần hồn thất trảm, vù, một đạo hàn quang đáng sợ từ hai mắt của hắn bắn ra, hóa thành một thanh thần kiếm, chém về phía lăng hàn. Lăng hàn hơi kinh ngạc, cái này là thần hồn công kích. Hắn gặp qua rất nhiều người tu luyện thần hồn, để thất sát chấn hồn thuật của hắn khó có thể lập công nhưng người tu luyện thần hồn công kích lại rất ít ỏi mới sẽ làm hắn có vẻ rất kinh ngạc. Chiêu kiếm này chém tới, Lang Hàn đứng trang nghiêm cũng không chống đỡ, mặc cho một kiếm này chém vào đỉnh đầu của hắn, xích hoang cực không khỏi cười gằn. Hắn ở thần hồn tu luyện tiêu tốn công phu rất lớn, bởi vậy không chỉ thần hồn kiên cố, hơn nữa hóa thành công kích cũng có uy năng rất lớn. Người này lại dám lấm lấm liệt liệt như vậy, thực sự là tự tìm khổ ăn. Không nghĩ tới trận chiến này hắn thắng đơn giản, ung dung như vậy. Chỉ như vậy, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hắn tu bất diệt thiên kinh, thần hồn cũng vượt qua cảnh giới một cấp độ, muốn trọng thương thần thức của hắn, cực kỳ khó. Lúc này xích hoang cực mới lộ ra vẻ thận trọng, có thể hóa giải thần hồn của hắn xung kích cũng không phải là chuyện khó mà tin nổi gì, nhưng Lăng Hàn ngạnh kháng một cái, lại đánh rắm cũng không có, vậy thì đáng sợ. Thần thức của người này mạnh, thậm chí ở trên hắn. Không sai, đây mới là quyết chiến ta chờ mong. Xích hoang cực cười to, hết thảy thận trọng hóa thành chiến ý trùng thiên hai tay của hắn bắt quyết nói trước tiên tiếp bát ngôn chân thuật của ta sinh lão bệnh tử chư thật triền sinh phu vài đạo hắc quang từ trong miệng hắn bay ra hóa thành tám ký tự đen thấm đâm về phía lăng hàn lăng hàn nhất thời cảm thấy sát cơ đáng sợ kéo tới cả người nổi lên một loại cảm giác run rẩy đây là một môn bí thuật đáng sợ ngay cả hắn cũng cảm giác được áp lực hắn phát hiện sinh cơ của mình gặp phải suy yếu rất lớn tinh khí thần cũng rơi xuống đáy vực. Ô, chẳng lẽ cái này là nguyền rủa? Trước đây Lăng Hàn từng chiếm được chú Bình, chỉ cần lấy được vật trên người đối thủ, liền có thể chú chết. Dù cho mệnh cứng chú không chết, cũng sẽ bệnh nặng một hồi, nguyên lực đại thương. Chiếc lọ này chính là một đám người tu luyện công pháp minh giới sở hữu, lấy cái này suy đoán, nguyền rủa thuật hẳn là thuộc về công pháp của minh giới. Hắn khẽ quát một tiếng, kích thích ra lôi đình chi uy, nhất thời chấp giật đùng 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 mãnh liệt, cả người quấn quanh chấp giật trắng loá hóa giải lực lượng nguyền rủa đến sạch sành xanh lực lượng thiên kiếp có thể tẩy tất cả tinh chế tất cả có chút ý nghĩa xích hoang cực nhếch miệng mà cười cũng ăn ta một quyền lang hàn hét lớn đấm ra một quyền lôi đình đan dệt theo quyền lực của hắn đánh ra ngoài xích hoang cực không dám khinh thường tương tự vung quyền chân phải bước ra một bước oanh hai cỗ lực lượng chạm vào nhau nhất thời hình thành sóng trùng kích đáng sợ bước bắn về bốn phương tám hướng lực lượng bá đạo như vậy ngay cả sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao chạm thử cũng sẽ bị đánh bay, nhưng tất cả mọi người nơi này đều là vương giả tu ra cực cảnh, sóng trùng kích chỉ thổi bay quần áo của bọn họ mà thôi. Thật hay, Thạch Hoàng thì thầm nói, hắn thích từng đấm thấu thịt liều mạc, đấu như vậy lại kịch liệt cũng làm cho hắn cảm thấy đã ghiền. Ha ha, lại thử chiêu này của ta, xích hoang cực cười lớn một tiếng, vỗ hông một cái, xeo xeo xeo, trong nháy mắt bay ra mấy trăm lá cờ, phân chen ở bốn phía lăng hàn, mỗi một mặt cờ phát ra ánh sáng yếu ớt, liên hoàn một mạch. Nhất thời, trước mặt Lăng Hàn đều là sương mù, rõ ràng xích hoang cực chỉ cách hắn 10 trượng mà thôi, nhưng hiện tại nửa điểm hình bóng cũng không nhìn thấy. Không chỉ xích hoang cực, ngay cả mấy người vô diện, Thạch Hoàng cũng không nhìn thấy. Trận pháp, Lăng Hàn đưa mắt nhìn bốn phía, không khỏi thầm nói, xích hoang cực này cũng thật nhiều thủ đoạn, đầu tiên là thần hồn xung kích, lại nguyên rủa hiện tại trận pháp, thật giống như không có cái gì hắn chưa học. Cái này chính là thiên tài, rõ ràng đã ở võ đạo một ngựa tuyệt trần nhưng ở những phương diện khác đạt được thành tích cũng khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn như lăng hàn ở trên đan đạo là tuyệt đối không có một bạn cùng lứa tuổi có thể với tới hắn bất động không sợ hãi trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể nhốt hắn nhưng muốn đánh bại hắn còn kém rất nhiều oanh một ma vật từ trong sương mù lao ra hình như cự khuyển nhưng có ba cái đầu trong ba cái miệng chảy ra nước miếng cả người quấn quanh ngọn lửa màu đen một cước giẫm xuống mặt đất biến thành than cốc tràn ngập tính phá hoại đùng 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 tiếng bước chân liên tiếp vang lên ba con hỏa khuyển xuất hiện vây quanh lăng hàn lại những hỏa khuyển này khí tức thâm trầm càng không cách nào phán đoán ra tu vi nhân tộc nếu ngươi ngay cả cái trận này cũng không xông qua được thì căn bản không xứng giao thủ với ta thanh âm của xích hoang cực vang lên như hồi âm trống trải không cách nào bắt lấy đến tột cùng là từ nơi nào truyền tới lăng hàn cười nhạt nói xứng hay không không phải là ngươi nói. Ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, không muốn đánh, một cước đá văng. Xích hoang cực dừng một chút, mới lãnh đạm nói. Cuồng, oanh, ba con hỏa khuyển cùng nhau phun lửa, triển khai công kích về phía lăng hàn. Hô, liệt diễm phun trào, phô thiên cái địa, lăng hàn lắc đầu, muốn dùng hỏa diễm đối phó hắn, cái này không phải khôi hài sao. Hắn là ở trong tiên diễm rèn thân, mặc dù nói kia có hắc tháp bảo vệ, nhưng trong cùng cấp, thậm chí cao hơn một hai cấp, có hỏa diễm gì có thể để cho hắn khiếp đảm. Liệt diễm kéo tới, lăng hàn ngay cả ngón tay cũng không động, thân thể hóa thành một cái hố đen, hấp thu hết thảy. Ồ, lăng hàn không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại có thể thấy rõ, ở trong vòng vây, phảng phất tự thành một thế giới, bằng không chỉ tí tẹo như vậy, vì sao có thể chứa ba con hỏa khuyển. Đây là địa ngục liệt hỏa trận, cách một lúc, vân nữ suy đoán nói, sẽ không sai rồi, bác hoàng gật đầu, Trận này ở thời kỳ thượng cổ chính là kinh thiên đại trận, có thể đốt thánh nhân. Có điều, uy lực này hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều, khả năng là từ địa ngục liệt hỏa trận diễn hóa ra phó trận. Xích hoang cực kinh ngạc nhìn lại hai người, chính như hai người này nói, đây là phó trận của địa ngục liệt hỏa trận, hắn từ trong một di tích cổ thu được, không nghĩ tới còn có thể bị người nhận ra. Những vương giả thần giới này, thật không thể khinh thường. chương 1386, thời gian ngưng trệ thưởng. Nhưng hắn tự kiêu, dù cho đây chỉ là một phó trận không thể giết thánh nhân nhưng phóng tới ngoại giới vây giết tinh thần cảnh là điều chắc chắn hiện tại dù cho ở đây uy lực bị hạn chế cũng vẫn cực kỳ cường hãn nếu như lăng hàn ngay cả cửa ải này cũng không xông qua được lại có tư cách gì làm đối thủ cuối cùng của hắn nhưng nhìn thấy liệt diễm đốt người lăng hàn lại không né không tránh vạn ngàn hỏa diễm đều bị lăng hàn hấp thụ ngay cả xích hoang cực cũng lộ ra vẻ kinh ngạc cái này ngay cả hắn cũng không làm được quái thai gì a à cái tên này lại có thể hấp thu hỏa diễm, là chỉ có thể hấp thu hỏa lực, hay thuộc tính gì cũng có thể. Tất cả mọi người kinh sợ, cái này kém nhau quá nhiều, nếu như lực lượng thuộc tính nguyên tố nào cũng có thể hấp thu, vậy thêm thể phách đáng sợ của hắn, trong cùng cấp liền thật bất bại rồi. Không nói vô địch, chỉ ít là bất bại. Vốn bọn họ tự nghĩ thủ đoạn đối phó lăng hàn hay nhất chính là dùng hỏa diễm nốt luyện, bởi vì hỏa khắc kim, hỏa diễm cung cấp tuyệt đối là biện pháp khắc chế thần thiết tốt nhất. Nhưng bây giờ nhìn lại, con đường này đi không thông cái quái thai này rốt cuộc phải làm sao mới có thể xé ra phòng ngự của hắn tất cả mọi người cao mày đơn giản nhất chính là nhất lực phá vạn pháp chỉ cần lực lượng lớn đến cấp độ nhất định vậy quản ngươi là thần khí cấp mấy ta một cái tát liền có thể chấn nát nhưng người nơi này đều là vương giả như thế nào là vương giả cung cấp vô địch hiện tại muốn bọn họ đạt đến cảnh giới càng cao hơn vận dụng lực lượng mạnh hơn đi nghiền ép lăng hàn cái này giống như thừa nhận cung cấp không địch lại lăng hàn đây là kiêu ngạo của bọn họ không thể cho phép bọn họ cũng vắt hết óc đâm chiêu đối sách mà trong trận pháp lăng hàn không ngừng hấp thu cho đến khi ba con hỏa quyển gầy hốc hác phun không ra hỏa diễm nữa trận pháp này không phá tự giải trận văn trên mấy trăm cờ xí cũng ảm đạm cần thời gian nhất định hấp thu thiên địa linh khí mới có thể bày xuống lần nữa xích hoang cực cuối cùng gật gù nói không thể không thừa nhận người có tư cách làm đối thủ của ta vậy ngươi có sao lăng hàn tiến lên trước một bước khẽ quát một tiếng, nhưng âm thanh hóa thành một thanh kiếm, chém về phía xích hoang cực. Nếu như không có ta, trên đời này còn ai có. Xích hoang cực cũng tiến lên trước một bước, hai mắt trợn trừng, ánh mắt hóa thành một nắm đấm hỏa diễm, nghênh tiếp thanh kiếm kia. Oanh, nắm đấm cùng kiếm chạm vào nhau, dồn dập dập tắt. Những người bọn họ đều tu đến cực cảnh đỉnh cao, cho dù công pháp tu luyện có chỗ bất đồng, nhưng cấp độ nguyên lực cách biệt cực kỳ nhỏ, muốn dựa vào nguyên lực thuần túy liều đến quyết ra thắng bại, vậy ít nhất cũng có thể liều mấy năm. Có thể để cho bọn họ phân ra thắng bại, chính là quy tắc, bí pháp, huyết mạch. Kiến thức nông cạn, thạch hoàng xì si một tiếng, bác hoàng cũng gật đầu nói, chỉ ta biết, ở thất xương tinh vực có một người. Rất mạnh rất mạnh, ta từng ở nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cùng hắn đánh nhau đồng cấp, nhưng bị hắn ở trong trăm chiêu anh bại. Lời vừa nói ra, mọi người kinh hãi, bác hoàng mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cùng xích hoang cực đại chiến, cuối cùng bởi vì phẩm chất thần khí tranh lệch một chút xíu, lúc này mới sẽ thua trận. Chỉ lấy sức chiến đấu bản thân mà nói, bác hoàng tuyệt không yếu hơn xích hoang cực. Nhưng vương trong vương như vậy, lại tự nhận bị một người khác ở trăm trong chiêu đánh bại. Chuyện này, đối phương đến cùng là quái vật gì, cũng quá mạnh đi. Ha ha, này là vì các người kiến thức nông cạn. Thạch hoàng xì si một tiếng, các ngươi ở thế giới này, cho rằng trong một tinh cầu cùng cấp vô địch liền có thể xưng vương, làm sao biết toàn bộ thế giới lớn bao nhiêu đám người vân nữ lộ ra vẻ lúng túng cái này đổi từ trong miệng người khác nói ra bọn họ tự nhiên sẽ xem thường cho rằng đối phương chỉ là đố kỵ nhưng một vị vương giả mở miệng thậm chí còn là vương trong vương vậy phân lượng liền nặng chỉ là thạch hoàng nói quá trực tiếp đã kích bọn họ đến thương tích đầy mình bác hoàng ôn hòa nở nụ cười nói có mấy người vẫn ở hai giới qua lại đồng thời thể ngộ quy tắc của hai giới hòa làm một thể vì lẽ đó đánh nhau cùng cấp, bọn họ tự nhiên càng mạnh hơn. Cái gì? Vân nữ, Dương Lâm, Thác Bạt Đông kinh hãi đến biến sắc, ngay cả vô diện cũng lộ ra kinh sợ. Thạch Hoàng lại xì một tiếng nói, "Các ngươi cho rằng trước được chỗ tốt là cái gì? Trong đó có quy tắc của minh giới, bằng không dựa vào cái gì để cho các ngươi ở cảnh giới bất biến, bí pháp bất biến, huyết mạch bất biến, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều." Đám người Vân nữ lần thứ hai lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới còn có thuyết pháp như vậy bọn họ giới hạn ở cấp độ, người mạnh nhất ở sau lưng chỉ là hàng hà cảnh, nói đến lý giải võ đạo, làm sao có thể so với thạch hoàng, bác hoàng có bối cảnh thánh nhân. Có điều, mặc kệ là minh giới đi thần giới, hay thần giới đi minh giới, đều quá nguy hiểm. Bác hoàng lắc đầu, dù cho là hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân minh giới, một khi bộc lộ thân phân, hắn tất nhiên sẽ bị cường giả minh giới truy sát. Vân nữ kỳ quái nói, nếu đồng thời tìm hiểu quy tắc hai giới có thể trở nên mạnh hơn, tại sao hai giới không lẫn nhau lùi một bước, để song phương đều có cơ hội tìm hiểu. Lấy hai giới đối lập như hiện tại, làm sao có khả năng cho võ giả đối phương đến địa bàn của mình lĩnh ngộ quy tắc. Bác Hoàng thở dài, đóng băng ba thước, không phải nhất nhật chi hàn, hai giới trời sinh đối lập, như nước với lửa, làm sao có khả năng ở chung hòa thuận. Bọn người vân nữ không tiếp tục nói nữa, chỉ cần bọn họ hỏi mình một chút, trừ khi nơi này là thiên kiêu hội của hai giới, bằng không nhìn thấy một tên sinh linh minh giới, bọn họ sẽ không xuất thủ đánh chết sao đáp án không nghi ngờ chút nào là khẳng định giết nhiều một sinh linh của minh giới thần giới sẽ an toàn nhiều một phần đặc biệt là thiên tài vậy giết một cái ý nghĩa càng lớn bọn họ cũng nghĩ như vậy huống chi là những người khác hai giới xung đột là ở nguồn cội hơn nữa không biết tích đoán bao nhiêu năm làm sao có khả năng hóa giải làm sao có khả năng ở chung có điều tại sao rõ ràng là thế giới đối lập chúng ta tìm hiểu quy tắc minh giới lại có thể tăng lên thực lực của mình. chương 1387, thời gian ngưng trệ hạ. Phân nữ hỏi, nàng là nữ nhân, lại là mỹ nữ, trời sinh có ưu thế giao tế hơn người, thuận tiện hỏi chút vấn đề. Bác Hoàng cùng Thạch Hoàng liếc nhìn nhau, cũng lắc đầu, vấn đề này ngay cả thánh nhân cũng đáp không được. Nếu Lăng Hàn nghe được bọn họ thảo luận, liền có thể rất khẳng định mà nói cho bọn họ biết, chỉ có đồng thời lĩnh ngộ quy tắc hai giới, mới có thể mở ra cửa lớn đi về tiên vực, thu được vĩnh hằng chân chính. Lăng Hàn lấy thân làm cung, lấy nguyên lực làm tiến, bắn ra, dấu ấn lôi đình trên tay phải phát sáng, ra chỉ ở trên tiến, đùng đùng đùng, trên tiến nguyên lực nhảy lên tia chớp màu trắng, tỏa ra lực lượng thiên uy. Xích hoang cực kinh sợ, mũi tên này vẫn không có bắn ra liền để hắn cảm giác được áp lực đáng sợ, một khi phát ra, tất nhiên kinh động thiên hạ. Vèo, Lăng Hàn nhẹ buông tay, tiến nguyên lực bắn ra, nhanh như lưu quang. Diệt Long tinh thần tiến vốn cực nhanh, hiện tại lại dung hợp thiên kiếp lôi đình tự nhiên tăng tốc độ lên một nấc thang tay mới buông lỏng trong nháy mắt đã đi tới ngực xích hoang cực xích hoang cực kinh hãi đến biến sắc hắn biết mũi tên này của lăng hàn tất nhiên cực kỳ đáng sợ nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cấp tốc như thế ở trong mắt hắn tiễn nguyên lực đan dệt lôi đình phóng to vô hạn cực kỳ trói mắt định hắn quát to da mặt vặn vẹo một luồng khí thức cổ xưa từ trong cơ thể hắn bắn ra cực kỳ huyền diệu thế giới đột nhiên biến chậm, mũi tên ánh sáng chậm như kiến bò, mà xích hoang cực lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn lệch người đi, tránh ra mũi tên. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thế giới lại khôi phục bình thường. Xeo, tiễn nguyên lực bắn qua, mang theo chấp giật đan dệt đi vào phương xa. Xích hoang cực vừa giận vừa sợ, hắn có một bí mật lớn, đó chính là huyết mạch của hắn cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể khống chế thời gian, khiến một bộ phận khu vực quanh người tạm dừng thời gian, nhưng chỉ có thể kéo dài trong nháy mắt mà thôi có khả năng ảnh hưởng thời gian, cái này không thể nghi ngờ là năng lực đáng sợ nhất trên đời này, chỉ cần cho hắn cơ hội gần người, thậm chí lấy tinh thần cảnh cũng có thể giết hàng hà cảnh. Nhưng năng lực như vậy không thể tùy ý triển khai, mà mỗi ba ngày mới có thể một lần. Bởi vì cần dùng đến lực lượng huyết mạch của hắn, một khi tiêu hao loại lực lượng thần bí trong huyết mạch kia, hắn chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Đại năng lực như vậy, lại liền dùng mất, xích hoang cực đương nhiên giận dữ, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn, nhưng càng không dám khinh thường, chỉ lo lăng hàn lại bắn một mũi tên, hắn sẽ không cách nào phát động năng lực như vậy. Hắn khẽ quát một tiếng, giết tới lăng hàn, ầm, um, ầm, um, ầm, um, hắn rút ngắn khoảng cách, nhưng không cận thân vật lộn, gần như khoảng một trượt, như vậy vừa có thể làm cho lăng hàn không cách nào phát huy tài bắn cung, lại có thể để sức chiến đấu của hắn phát huy tốt nhất. Lăng hàn không sợ, hắn chỉ kỳ quái, tại sao vừa nãy diệt long tinh thần tiện bắn tới trước người xích hoang cực, trong nháy mắt lại giống như dừng lại một chút, tuy đó chỉ là nháy mắt bé nhỏ không đáng kể nhưng ngừng như thế lại cho đối phương cơ hội né tránh qua một bên thời gian ngưng trệ trong lòng lăng hàn dùng mình nếu thật như vậy vậy bí pháp kia cũng quá mạnh mẽ đi có điều nếu như xích hoang cực thật nắm giữ bí pháp như vậy không phải tuyệt đối vô địch rồi sao làm sao có khả năng cùng bắc hoàng đánh khó phân thắng bại như thế cuối cùng dựa vào thánh khí thắng được bí pháp như vậy tất nhiên không thể luôn triển khai cho nên mới chỉ có thể dùng ở thời điểm mấu chốt nhất thêm chốt là có thể dùng mấy lần, lang Hàn cũng không lo lắng, coi như hắn bị xích hoang cực khống chế thời gian, nhưng lấy thể phách của hắn, ở trong nháy mắt như vậy muốn đánh giết hắn là sự tình hoàn toàn không hiện thực. Hắn mở ra bàn tay lớn, đánh về phía đối phương. Ầm, um, âm, um, ầm, um, hai siêu cấp vương giả triển khai đối đầu, đây là trận chiến cuối cùng, người thắng có thể độc hưởng phúc vận gia thân. Vừa bắt đầu, lang Hàn cùng xích hoang cực đều có kiêng kỵ, chỉ lo đối phương cất giấu sát chiêu khủng bố gì nên đánh vô cùng cẩn thận, không dám buông tay buông chân. nhưng đánh đánh tầm đó, tính khí cùng ngạo khí của hai người cũng đánh ra rồi. quyền phá vô cực, xích hoang cực hét lớn một tiếng, song quyền vung lên như sừng dê tách ra, va chạm về phía lăng hàn. oanh, áp lực như núi. lăng hàn hừ một tiếng, cũng không giấu rốt, vận chuyển thiên uy, chân áp tới xích hoang cực. ha ha ha, chiêu này đối với ta vô dụng. xích hoang cực cười to nói, trong đôi mắt lóe lên quang mang sáng tối chập chờn trong cơ thể có một đám lửa thiêu đốt, miễn cưỡng đốt đi thiên uy kéo tới. Đây là một ngọn lửa màu đen, chỉ nhìn một chút liền để Lăng Hàn thấy lạnh cả người. Bản nguyên thần diễm, Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng kinh ngạc thốt lên, hai người nhìn lẫn nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái gì là bản nguyên thần diễm? Vân nữ hỏi, không hiểu liền hỏi, ngược lại nữ nhân có ưu thế, không cần lo lắng vấn đề mặt mũi. Thạch Hoàng biểu hiện nghiêm nghị nói, trong thiên địa, tổng cộng có 99 loại thần diễm, trong truyền thuyết, đây là thời điểm thiên địa sơ khai liền tồn tại. Thần giới có, minh giới cũng có. Bác Hoàng gật gù, nói tiếp, bản nguyên thần diễm cơ bản không thể cùng sinh linh hòa vào nhau, nhưng cũng có tình huống đặc thù, người có bản nguyên thần diễm. Đều không ngoại lệ có thể thành thánh nhân, mà trong thiên địa tổng cộng có 99 loại thần diễm, bất tử bất diệt, dù cho cùng sinh linh dung hợp, cũng sẽ ở sinh linh chết quay về thiên địa. Bản nguyên thần diễm là trí bảo chân chính của thế gian, dừng ở trong cơ thể, có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ đại đạo của hỏa trong thiên địa, lấy ra, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể thiêu sạch. Thạch Hoàng lại nói, đương nhiên, giới hạn ở cảnh giới, hiện tại xích hoang cực không thể mạnh như vậy, nhưng đủ để sức chiến đấu của hắn tăng lên một hai tinh. Bác Hoàng nghiêm nghị nói, bọn người vân nữ biến sắc, ở trên cơ sở của bọn hắn còn có thể tăng lên một hai tinh cấp, cái này thật đáng sợ. Cái tên này, lẽ nào là thiên địa sủng nhi sao? Thạch Hoàng nghe răng, mặc dù hắn là con trai thánh nhân, nhưng gia sản còn không bằng Xích Hoang Cực a. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Lâm, cái này cũng là một thiên địa sủng nhi, được một thánh khí nhận chủ a. Dương Lâm lắc đầu, cười khổ nói, so sánh với đó, ta quả thực chính là ăn mày. Chương 1388, Bản Nguyên Thần Diễm. Đồng dạng được thánh khí, người ta là hoàn chỉnh, hắn không chọn vẹn. Nói đến bảo vật khác, hắn chỉ nhặt được một ít đan dược mà thôi, nhưng Xích Hoang Cực, được Bản Nguyên Thần Diễm trong thiên địa tương đương với nhét một bộ phận hỏa hệ đại đạo ở trong cơ thể, như vậy hiệu quả ngộ đạo ai có thể so sánh. Chẳng trách xích hoang cực chỉ 200 tuổi liền bước vào tinh thần cảnh, có bản nguyên thần diễm giúp đỡ, lĩnh ngộ cảnh giới vốn là chút lòng thành, chỉ cần tăng lên nguyên lực tích lũy là được. Thiên địa sủng nhi như hắn, nói không chắc đi vào núi liền có thể nhặt được thượng cổ thần dược, đùng đùng đùng, ăn một viên liền tu vi cất cánh. Một người có vận khí như vậy, làm sao chiến thắng? Mọi người còn không biết, Kỳ thực huyết mạch của xích hoang cực rất đáng sợ, thậm chí có thể ảnh hưởng thời gian, bằng không bọn họ càng kinh sợ, làm sao thiên địa vận khí sẽ sủng ái một người như vậy. Người mạnh hơn, ở trước mặt ta cũng không đáng chú ý. Bởi vì ta là vương trời sinh chú định, xích hoang cực ngạo nhiên nói, dưới cái nhìn của hắn, thiên uy hẳn là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của lăng hàn, có thể suy yếu đối phương hai tinh cấp, quá nghịch thiên. Đáng tiếc, bản thân hắn liền đại biểu thiên địa đại đạo, làm sao có khả năng bị suy yếu phí lời thật nhiều lang hàn không phản đối cuồng nhân thiên tài đương nhiên cuồng ngạo nhưng còn hôi dám nói một đống lớn làm người ta chán ghét trong nháy mắt này xèo 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 từng đạo từng đạo kiếm khí bay ra lôi đình kiếm pháp dung hợp uy lực của thiên kiếp chân chính xích hoang cực cười ha ha một bên oanh quyền một bên quát lên ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt ta ta là vương bất bại cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ quân lâm thần minh hai giới các ngươi những ếch ngồi đáy giếng này căn bản không biết ánh mắt của mình thiền cận cỡ nào, chí hướng của ta các ngươi ngay cả tưởng tượng một chút cũng không có tư cách. Lăng Hàn xì một tiếng nói, tiên vực, phốc, xích hoang cực nhất thời phun ra ngoài, đây là bí mật lớn hắn vẫn giấu ở trong lòng. Chính bởi vì biết tiên vực tồn tại, hắn mới vô cùng kiêu ngạo, đừng nói vương giả thần giới không có được hắn để ở trong mắt, minh giới cũng như thế. Bởi vì hắn tin chắc mình thuộc về tiên vực, cao cao tại thượng, có thể quan sát chúng sinh. Minh giới, thần giới, Đều chỉ là đá đạp chân của hắn, để hắn trưởng thành mà thôi, mà thời điểm đạt đến thánh vị, hắn sẽ đánh vỡ con đường viễn cổ, tiến vào tiên vực. Đây là bí mật lớn của hắn, giấu ở nơi sâu xa nhất, chưa từng chia sẻ với bất cứ người nào, bởi vì không có một cái xứng đáng. Nhưng bây giờ thì sao, bí mật hắn cho rằng lớn nhất lại bị người không để ý nói ra, thật giống như căn bản không phải bí mật kinh thiên gì, mà là sự tình người người đều biết. Trong giây lát này, hắn phảng phất từ đám mây rơi xuống, tràn ngập thất lạc, không rõ. Ngươi, ngươi làm sao có khả năng biết? Hắn đầy mặt mờ mịt, nhưng lang Hàn không hề trả lời, suy đoán nói. Trước ngươi có thể ảnh hưởng tiến của ta, đây là lực lượng huyết thống. Ân, ta đoán, ngươi cũng là thượng cổ thiên tộc A. Xích hoang cực nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn, mạch máu trên trán nhất thời lồi ra, đằng đằng sát khí. Mạch của hắn chỉ còn dư lại hắn một người, mà ở trong huyết mạch có một huấn điều, là không thể để cho bất luận người nào biết thân phận chân thật của hắn, biết bí mật đều phải giết chết. Muốn chết, hắn gầm hét lên, thần hỏa trong cơ thể giật động, đột nhiên bốc lên, ở quanh người của hắn cuốn múa, đáng sợ đến kinh người. Đây chính là thần diễm, thánh nhân chạm một cái cũng bị thiêu sạch. Hắn nhằm về phía Lăng Hàn, chủ động muốn cùng Lăng Hàn cận chiến. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, cùng hắn triển khai kích đấu. Oanh, 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 xích hoang cực xác thực rất mạnh, nhưng thể phách rõ ràng không bằng Lăng Hàn cùng Thạch Hoàng, đối đầu như vậy quá chịu thiệt. Bởi vì nguyên lực có hạn, đặt ở công kích, phòng thủ tất nhiên có vấn đề, nhưng phòng thủ, công kích liền không còn chút sức lực nào, vậy ngươi xông lên làm gì? Chỉ kích đấu mấy quyền, trên quả đấm của hắn đã tràn ra huyết hoa. Nhưng lúc này, Xích Hoàng cực đột nhiên há miệng, phun ra một ngọn lửa màu đen, đánh thẳng tới mặt của Lăng Hàn. Gần như thế, Lăng Hàn làm sao trốn? Phốc, thân diễm phun lên mặt Lăng Hàn, liệt diễm bốc lên đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Lăng Hàn, đây là bản nguyên thần diễm, ngăn cách tầm mắt, thần thức. Song đời, đây chính là thần diễm ngay cả thánh nhân cũng có thể đốt, dù cho ở đây bị áp chế, nhưng muốn đốt một sinh linh cùng cấp tuyệt đối là điều chắc chắn. Ngay cả Thạch Hoàng cũng cho rằng dù Lăng Hàn không chết, cũng bị trọng thương, đây chính là bản nguyên thần diễm, theo thiên địa sơ khai thì cùng nhau xuất hiện, thậm chí còn cao quý hơn thạch linh nhất mạch bọn họ. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, Thần diễm màu đen lại từ trong cơ thể của Sích Hoang Cực không ngừng trào ra, thật giống như có món đồ gì lôi kéo, trong nháy mắt như vậy, bản nguyên thần diễm liền hoàn toàn thoát ly thân thể Sích Hoang Cực, quấn quanh ở trên người Lăng Hàn. "Không, Sích Hoang Cực không khỏi kinh ngạc thốt lên, cái này không phải là hắn chủ động làm, muốn lấy thần diễm càng nhiều càng mạnh hơn đốt Lăng Hàn, mà là bị một luồng lực lượng thần bí mạnh mẽ kéo thần diễm ra ngoài. Nhưng cái này làm sao có khả năng? Bản nguyên thần diễm, đây là lực lượng thuộc về thiên địa." tồn tại cổ lão nhất mạnh mẽ nhất, ngoại trừ bản nguyên thần vật khác, lại có cái gì có thể ngang hàng. Coi như trên người lăng hàn cũng có bản nguyên thần vật, vậy cũng chỉ có thể ngang hàng, tại sao có thể mạnh mẽ kéo thần diễm trong thân thể hắn ra. Chuyện này quả thật là ưu thế nghiền ép, xích hoang cực thật hoảng rồi, bởi vì hắn không hiểu, theo lý mà nói, bản nguyên thần diễm mặc kệ ở thần giới hay minh giới đều là đồ vật lợi hại nhất. Lẽ nào, trên người lăng hàn có bảo vật vượt qua hai giới, trên thực tế, xác thực như vậy bị bản nguyên thần diễm tập kích, Lăng Hàn cũng không để ý chút nào, dù sao thần diếm ở đây cũng sẽ bị cắt đến sơn hà cảnh, mà hắn lại được tiên diễm đốt luyện qua, cái này tự nhiên là điều chắc chắn. Nhưng tiểu tháp đột nhiên truyền âm, muốn hắn không phản kích, bởi vì nó muốn giúp thần diễm này. Lăng Hàn tự nhiên phối hợp, đã tiến vào hắc tháp, vậy không phải của hắn sao? Hắn đứng bất động, mặc cho xích hoang cực lấy thần diễm ra thân, mà hắc tháp quả nhiên phát động, mạnh mẽ giúp thần diễm từ trong cơ thể xích hoang cực ra, chương 1389, thu lấy thần diễm. Không sai, đúng là lực lượng bổn nguyên, có thể để cho ta khôi phục một phần vạn. Tiểu tháp có chút mừng rỡ nói, ta sát, lang hàn lập tức nói, này này này, người ý này là muốn nuốt riêng, vốn là ta lấy ra, đương nhiên quy ta rồi. Tiểu tháp không có chút ý tứ không tốt, lại nói, chỉ có ta hoàn toàn khôi phục, mới có thể che giấu thiên cơ, để ngươi ngày sau tiến vào tiên vực còn có thể không lộ ra bí mật của hắc tháp. Ngươi đây là cướp A, lăng hàn đau lòng bản nguyên thần diễm nghe liền biết là thứ tốt bất kỳ kỳ méo mó đi nhanh phối hợp ta tiểu tháp nói nó dịch động hắc tháp dĩ nhiên có thể hủy thiên diệt địa nhưng này sẽ xúc động tiên vực chú ý vì lẽ đó nhất định phải có lăng hàn phối hợp phối hợp có thể nhưng nhất định phải phân ta một chút chỗ tốt lăng hàn có kè mặc cả cái tháp kiêu ngạo này cũng là tháp bất lương không tranh không được a à. được rồi tiểu tháp trù trừ một chút mới miễn cưỡng đồng ý một người một tháp phối hợp bắt đầu thu bản nguyên thần diễm hắc tháp hoàn toàn có thể độc lập làm được nhưng muốn ở trạng thái không tiết lộ khí thức tiến hành vậy thì nhất định phải có lăng hàn phối hợp bởi vì nơi này áp chế hết thảy tồn tại mà lăng hàn là từ trong tiên diễm đi ra oanh hai tay của lăng hàn từ trong hắc diễm đưa ra nắm bắt từng pháp quyết hô hắn há to miệng thần diễm nhất thời bị hắn nuốt vào trong miệng đưa cho ta xích hoang cực phát điên vội vã xông lên cướp giật đây là một trong những lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn sao có thể ngồi xem bị Lăng Hàn lấy đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không có suy nghĩ Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể lấy đi bản nguyên thần diễm. Sáu người thạch hoàng toàn thể hóa đá, ngây người như phỗng. Kia thật là bản nguyên thần diễm sao? Không phải được xưng thánh nhân chạm cũng bị đốt đi sao? Vì sao lại bị hai người hấp đến hút đi? Một bên Lăng Hàn ra tay kích đấu với xích hoang cực, một bên lấy pháp môn mà tiểu tháp truyền cho hắn, không ngừng thu lấy thần diễm. Đáng thương cái bản nguyên thần diễm này còn muốn tránh thoát, nhưng căn bản không thể tránh thoát khống chế của hắc tháp, phí công biến ảo các loại hình thái, nhưng chỉ có thể bị Lăng Hàn nuốt chừng từng chút. Cái này xem như tiến vào miệng của Lăng Hàn, nhưng trên thực tế là bị hắc tháp lấy đi. Dù sao, bản nguyên thần diễm đối với hắn tràn ngập căm thù, hoàn toàn không thể cùng hắn dung hợp, chỉ muốn thiêu sạch hắn, thật muốn tiến vào trong cơ thể hắn mà nói, vậy tuyệt đối không phải việc tốt. Nhưng chịu đựng thần diễm chịu uy cùng bị thần diễm ở trong người đốt cháy, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau nhìn thần diễm từng chút giảm thiểu, xích hoang cực vừa vội vừa giận lại hoảng, hắn bùng nổ ra sức chiến đấu càng mạnh hơn, muốn ngăn cản lăng hàn nuốt chửng thần diễm của mình. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, xích hoang cực hét lớn, từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa từng thất thố như thời khắc này. Nhưng hết cách rồi, đây là lá bài tẩy hắn nể trọng nhất. Thật không tốt, tiến vào túi ta, vậy chính là đồ vật của ta. Lăng Hàn cười nói, ở dưới tiểu tháp vận chuyển, tốc độ nuốt chửng của hắc tháp càng lúc càng nhanh cần lâu như vậy không phải bởi vì hắc tháp không ra sức ngược lại tiểu tháp đang tận lực khống chế tốc độ cắn nuốt miễn cho dùng sức quá mạnh tiết lộ khí thức của hắc tháp vô liêm sỉ xích hoang cực cuối cùng lấy ra thánh khí cổ kính xuất hiện oanh trong gương xuất hiện một hỏa long rít gào về phía lăng hàn nhìn thấy thánh khí này bắc hoàng không khỏi sầm mặt lại tuy lòng dạ hắn rộng rãi nhưng nhìn thấy thần binh đánh bại mình vẫn để cho hắn có một tia gợn sóng dù sao đánh bại hắn không phải xích hoang cực mà là cái thánh khí này. Vù, tiên ma kiếm hiện lên, bị lăng hàn nắm trong tay, vùng chém về phía hỏa long. Hơn trăm đạo kiếm ảnh xẹt qua, hỏa long bị chém vụn, không còn một chút uy năng. Hả, bọn người bác hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía tiên ma kiếm trong tay lăng hàn. Thánh khí chi uy, rõ như ban ngày, nhưng mà, uy thế một kiếm của lăng hàn tựa hồ còn mạnh hơn thánh khí. Hí, ở địa phương cảnh giới tương đồng này, thánh khí nhất định mạnh hơn thần binh khác, nhưng thanh kiếm này của Lăng Hàn còn mạnh hơn, vậy nói rõ. Cái này cũng là một thánh khí, hơn nữa cấp bậc còn muốn cao hơn. Dù sao thánh nhân tổng cộng chia làm bốn cảnh giới, thánh khí đương nhiên cũng chia bốn đẳng cấp. Chuyện này, đây là quái đản sao, bình thường căn bản không thể xuất hiện thánh khí, hiện tại liên tiếp xuất hiện, phổ thông như thần khí cấp 4, cấp 5 vậy. Hô, hắc tháp cắn nuốt một tia thần diếm cuối cùng, lăng hàn cũng ngậm miệng lại, lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn nhìn xích hoang cực, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức hắn thích người vận khí nghịch thiên như thế của ngươi liền là của ta có thể bớt rất nhiều công phu xích hoang cực tức đến sôi lên nói trả thần diễm cho ta không nên hẹp hòi như thế mọi người lẫn nhau lang hàn mới vừa nói nhưng lập tức biến sắc bởi vì tiểu tháp đã luyện hóa bản nguyên thần diễm mà nó cũng xác thực dựa theo ước định phân hắn một phần nhưng một bộ phận này ngay cả một phần ngàn tỷ cũng không có không nên bẫy người như thế miệng nó cái tháp tiện nhân này ngay cả hắn cũng dám hắc tiểu tháp lang hàn lấy thần thức gầm hét lên gọi cái gì lỗ tai ta lại không biết tiểu tháp hừ hừ nói người phân ta tí tẹo như thế lang hàn tức giận nói người liều mạng là hắn nhưng lại không thể mò đến chỗ tốt gì điều này cũng thật quá mức ta chỉ nói phân ngươi một ít cũng không có nói bao nhiêu tiểu tháp vô cùng vô lại nói ngươi ngươi còn vô liêm sỉ hơn ta lang hàn không nói gì đây cũng quá âm người a à tiểu tử, ta được, người mới có thể tốt. Tiểu tháp nói, một bộ rất có triết lý. Lăng Hàn tức giận đến không muốn để ý đến nó, có điều hiện tại hắn đã đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao, không đột phá, dù cho hắn nhiều chỗ tốt hơn nữa cũng vô dụng, trái lại sẽ chỉ làm hắn căng nứt. Hắn chỉ có chút tức a, à, tiểu tháp này lại hãm hại hắn như thế. Chả, cho, ta, xích hoang cực nổi giận, tên này rõ ràng hãm hại hắn, nhưng lại còn dám bày ra một bộ mặt đen, đây là muốn hắn tức chết sao. Hắn hét dài một tiếng, trong mắt phun ra ngọn lửa màu đen, kia là bản nguyên thần diễm, bị hắn luyện hóa một chút xíu tiến vào trong cơ thể. Chương 1390, xích hoang cực xui xẻo. Thật chỉ có một chút xíu, giới hạn ở cảnh giới, hắn không thể luyện hóa bao nhiêu, cái này dù sao cũng là bản nguyên thần diễm mà ngay cả thánh nhân cũng kiêng kỵ. Nhưng tí tẹo thần diễm này lại làm cho hắn nắm giữ năng lực đối kháng thiên uy, nếu bị tước đi hai tinh, hắn là vương giả đỉnh cấp cũng bị cắt thành thiên tài phổ thông đây là người buộc ta, xích hoang cực bốc lên thủ quyết, tay múa sinh hoa, cực kỳ phiền phức. Khí thế của hắn càng tiến lên một bước, thật giống như thực lực tăng lên từ một đến hai tinh. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, đạt đến dạng độ cao như bọn họ, hẳn là không thể lại tăng lên. Nhưng xích hoang cực cũng trả giá, một sợi tóc trở nên hoa dâm, có vẻ rất đột ngột, mà cả khuôn mặt cũng giả nua mấy phần, cái chán hiện ra nếp nhăn. Lăng Hàn nhất thời hiểu được, xích hoang cực thu được thực lực tăng lên, đánh nổi là tiêu hao tuổi thọ, hơn nữa tiêu hao cũng không ít, bằng không không thể rõ ràng như thế. Cũng đúng, nếu như xích hoang cực chỉ là thiên tài tứ tinh, vậy tiêu hao mấy trăm mấy ngàn năm liền có thể thu được hai tinh tăng lên, nhưng hắn đã đạt đến đỉnh cao trên lý thuyết của Sơn Hà Cảnh, lại muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vậy tiêu hao tuổi thọ e cũng là một con số trên trời. Lại như Lăng Hàn hiện tại cắn lôi bạo đan đã chẳng có tác dụng gì, đạt đến cực hạn còn muốn tăng lên, quá khó, quá khó khăn nhưng xích hoang cực không thể không làm, bản nguyên thần diễm quan hệ quá to lớn, đây là bảo vật hắn tuyệt đối không thể mất đi, bằng không tốc độ tiến cảnh của hắn ít nhất phải chậm gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Dù là thiên tài cũng bỏ không nổi nhiều thời giờ như thế, một cảnh giới ngăn người mấy chục triệu năm, cũng chỉ có thể chết già ở tinh thần cảnh. Nhưng nếu có thể rút ngắn thời gian gấp trăm lần, vậy liền có thể từng bước đi lên, trở thành hàng hà cảnh, sáng thế cảnh. Tu luyện, chính là chạy đua với thời gian, nhất định phải ở trước khi tuổi thọ khô cạn đột phá đến cấp độ mới, đi ngược dòng nước, không tiến át lùi. Hiện tại xích hoang cực mạnh mẽ tuyệt đối là vô địch Sơn Hà Cảnh, hắn đấm ra một quyền, không khí cũng đang run rẩy nổi lên từng vòng gợn sóng, oanh 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 oanh, dù cho đám người vô diện đồng dạng là vương giả thì đã làm sao, chỉ đụng vào liền bị đánh bay. Ngay cả bọn họ bị ảnh hưởng cũng như vậy, huống chi là lăng hàn. Hắn đứng mũi chịu sao, chịu đựng là lực xung kích bá đạo nhất. Oanh, lang Hàn đấm ra một quyền, đánh vào trên nắm tay của xích hoang cực. Mắt Trần có thể thấy, bắp thịt trên cánh tay lang Hàn chuyển động, thật giống như mặt hồ gợn sóng, từ tay đến vai, sau đó đùng đùng đùng, da rẻ nhất thời nổ tung, máu tươi tung tóe. Sau đó, cả người hắn bay ra ngoài, sức mạnh chênh lệch quá to lớn, chỉ là, Lăng Hàn ở trên không trung chiết thân một cái, vững vàng rơi xuống trên mặt đất, bất diệt thiên kinh vận chuyển, cánh tay lấy tốc độ mắt Trần có thể thấy khôi phục, đây chỉ là huyết nhục thương tổn, thần cốt không tổn hại vậy chính là da thì tổn thương khôi phục không quá khó Phốc, tất cả mọi người phun ra ngoài lực lượng cách biệt hai tinh a đây tuyệt đối là tranh lệch nghiền ép nhưng lăng hàn lại chỉ nát chút huyết nhục thậm chí thoáng qua liền khép lại đây là phòng ngự gì đây là sức khôi phục gì a trên thực tế như thạch hoàng bắc hoàng thân là đời sau truyền nhân của thánh nhân lại há có thể không có thủ đoạn tăng vào thực lực nhưng giống xích hoang cực cái này phải bỏ ra cái giá khổng lồ lớn đến cho dù bắt được thứ nhất lần này cũng còn kém rất xa. Xích hoang cực liều như vậy, hoàn toàn là bởi vì bản nguyên thần diễm bị lăng hàn đoạt, để hắn thả rằng tiêu hao mấy triệu năm tuổi thọ cũng phải đoạt lại. Nhưng, lần này xích hoang cực phải bị thiệt thòi, biến thái, thạch hoang thầm nói, trong ngũ hành sinh linh, mộc linh am hiểu khôi phục nhất. Mà thạch linh nhất mạch bọn họ mạnh ở phòng ngự, nhưng phòng ngự của lăng hàn không kém gì hắn, sức khôi phục có thể so với mộc linh, ngay cả hắn cũng chỉ có thể hô biến thái, cảm thấy không bằng biến thái như thế, trong cùng cấp thật có người giết được hắn sao? Thạch Hoàng nhìn về phía Bắc Hoàng, Bắc Hoàng nhìn hắn lắc đầu, lần đầu đối với người kia phát lên cảm giác vô lực mãnh liệt như thế. Xích Hoàng cực giật mình, hắn kinh ngạc mà nhìn Lăng Hàn, có một loại kích động muốn dụi mắt, muốn xác định không phải con mắt của mình xảy ra vấn đề, nhưng thân là vương giả đỉnh cấp, điểm ấy tự tin khẳng định phải có. Lăng Hàn ăn một quyền của hắn, như không có chuyện gì xảy ra. Ta không tin, Xích Hoàng cực cắn răng nói, lần thứ hai ra quyền, oanh, nắm đấm thép nổ ra, xích diễm chạy trồm, uy lực của một quyền này bay thẳng tới nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị đỉnh cao, chỉ kém tí tẹo liền đạt đến trung cục vị. Oanh, không có chút hồi hộp nào, lăng hàn bị một quyền đánh bay, tranh lệch hai tinh lực lượng thực là quá lớn, đặc biệt bọn họ đều là thiên tài đỉnh cấp, nguyên bản tranh lệch liền nhỏ đến đáng thương. Một quyền oanh qua, da thịt của lăng hàn xác thực phá tan, máu bắn tung tóe nhưng thần cốt của hắn không tổn thương mảy may, một vệt kim quang lưu truyền, hắn cấp tốc khôi phục như xưa nay chưa từng thụ thương đây mới là chỗ mạnh mẽ nhất của lăng hàn bất diệt thiên kinh pháp môn tiên vực ngay cả thánh nhân truyền thừa cũng xa xa không bằng ta không tin ta không tin ta không tin xích hoang cực rơi vào trạng thái điên cuồng hắn từ chối tiếp thu kết quả như thế từng quyền nổ ra toàn lực ứng phó mang theo niềm tin vô địch của hắn muốn phá hủy lăng hàn đáng tiếc cái này chỉ phí công ngược lại lực lượng của hắn bắt đầu rơi xuống dù cho tiêu hao nhiều tuổi thọ như vậy nhưng tưởng tượng muốn ở trên cực hạn thập tinh lại bước ra hai tinh mấy triệu năm tuổi thọ nói không liền không còn rồi thập tinh vốn là cực hạn không thể đánh vỡ nghịch thiên tất phải bỏ ra cái giá khổng lồ thực sự là xin lỗi gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo lang hàn nói hắn bắt đầu phản kích có thể phách mạnh mẽ giúp đỡ để hắn không lo lắng vấn đề phòng thủ lấy sức chiến đấu hiện tại của xích hoang cực đương nhiên có thể khinh thường toàn trường dù cho bảy thiên kiêu liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng một mực không làm gì được phòng ngự của Lăng Hàn, một quyền có thể đánh nổ vương giả công kích lên người Lăng Hàn, lại chỉ mất chút ra. Đây thực sự là trận chiến cuối cùng của thiên kiêu hội sao, sao cảm giác thật giống như trà đạp nghiêng về một phía vậy. chương 1391, Vương trong Vương. Không phải xích hoang cực càng mạnh hơn trà đạp Lăng Hàn, mà là Lăng Hàn trà đạp xích hoang cực. Vẻ mặt bọn người vô diện quái lạ, chỉ lấy sức chiến đấu mà nói, cuộc chiến đấu này tuyệt đối xứng với cuối cùng quyết chiến. Xích hoang cực lực lượng bây giờ cũng bão tố lên nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hậu kỳ, cái này quá khủng bố, đánh vỡ thập tinh cực hạt. Nhưng mà, từ kết quả mà nói, cái này hoàn toàn chính là trò cười. Lực công kích kinh khủng như vậy đánh vào trên người lăng hàn lại chỉ có thể để hắn phá ít ra, thần cốt không tổn hại, như chiến thần bất bại. Tuy lăng hàn ra tay, nhưng không có hạ tử thủ, bởi vì hắn cảm thấy xích hoang cực được thiên địa sủng ái, ngày sau tất nhiên có thể được rất nhiều trí bảo giữ lại cho sau này thu gặt tốt hơn. giết quá đáng tiếc nếu Sích Hoang Cực biết ý nghĩ lúc này của hắn, tất nhiên sẽ giận đến thổ huyết. nhưng hiện tại hắn chém xuống tuổi thọ đã tiêu hao gần đủ, lực lượng không ngừng rơi xuống, từ vượt qua hai tinh đến một tinh, lại từng bước một hạ xuống đến trạng thái bình thường. sức chiến đấu ngang hàng vậy Sích Hoang Cực làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn? hắn toàn phương diện đều bị áp chế, so bản thân hắn không làm gì được phòng ngự cùng sức khôi phục của lăng hàn liều thần khí tiên ma kiếm của lăng hàn là tiên khí tương lai xích hoang cực phun ba ngụm máu tươi liền lùi lại trăm bước không ra tay nữa ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chặp lăng hàn ở đây hắn thật không làm gì được lăng hàn nhưng không quan hệ bọn họ sẽ không vĩnh viễn ở đây chỉ cần đi ra ngoài hắn liền có thể khôi phục lại tu vi tinh thần cảnh tiểu cực vị mà lăng hàn chỉ là nhật nguyệt cảnh không phải đối thủ của hắn đến thời điểm đó hắn chém giết lăng hàn đoạt lại bản nguyên thần diếm của mình lăng hàn cười nhạt không nói trước đối phương có thể làm gì được mình hay không coi như có thể bản nguyên thần diếm cũng đã bị tiểu tháp luyện hóa hiện tại ngay cả cho cũng không dư thừa làm sao đoạt lại chịu thua hắn cười nói ngực của xích hoang cực phập phồng kịch liệt hận không thể chém lăng hàn thành vạn đoạt nhưng hắn dù sao cũng là vương giả khống chế phẫn nộ chỉ phất tay áo đi qua một bên lời như vậy Xưa nay chỉ có hắn nói với người khác mà thôi, bây giờ nghe Lăng Hàn nói, để tâm hắn như bị đau cắt, khó chịu. Vương trong vương, rốt cuộc sinh ra, Lăng Hàn, trước đó, ai có thể nghĩ đến, vương già trẻ tuổi như vậy lại không phải xích hoang cực, cũng không phải thạch hoàng, bắc hoàng, càng không phải dương lâm, vân nữ, nguyệt ảnh, mà là một nhân vật ngay cả tên cũng chưa biết. Chỉ có những người ở trên chiến trường hai giới đã sớm nghe nói qua tên của Lăng Hàn, mới sẽ hưng phấn phất tay, nói một tiếng ta đã sớm biết như vậy, bởi vì ba ngày còn chưa tới, dù cho đã phân ra thắng bại, nhưng thiên địa phúc vận còn không có lập tức ra thân. Lăng Huynh, chúc mừng, bọn người Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, vô diện lại đây chúc mừng, ngay cả Dương Lâm cùng Vân Nữ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là Vân Nữ, đôi mắt đẹp lè lè phát quang, có một loại tình cảm khác. Mỹ Nữ, yêu anh hùng, Lăng Hàn cười bắt chuyện với mọi người, lúc này thiên phượng thần nữ mới từ dưới chân núi đi tới, Nàng ở phía dưới thấy rất rõ ràng, tương tự tràn ngập kinh nghỉ Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa lúc trước bị nàng tùy ý bắt nạt lại sẽ trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy. "Đây là thê tử của ta." Lăng Hàn cười nói, giới thiệu Thiên Phượng thần nữ cho mọi người, đương nhiên là năm người của thần giới, hai người minh giới đứng cách xa, thật giống như hắn là ôn thần. Bọn người Thạch Hoàng cười chào hỏi Thiên Phượng thần nữ, thái độ vô cùng thân thiết. Cái này không nhìn tăng cũng phải xem mặt Phật lăng hàn đã ở trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc tự nhiên không ngại thân thiết với người đứng bên cạnh hắn một ít tuy thiên phượng thần nữ ngay cả vương giả cũng không xưng được Vân nữ nguyên bản chỉ có chút ngạc nhiên với lăng hàn một người làm sao tu luyện tới mức độ biến thái như thế nhưng nhìn thấy lăng hàn cùng thiên phượng thần nữ gắn bó tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện nàng tuyệt mỹ lại để cho nàng không phục dựa vào cái gì luận dung mạo hắn cùng thiên phượng thần nữ không phân cao thấp nhưng nói đến tu vi thiên phú địa vị nàng tuyệt đối nghiền ép đối phương mấy tinh cầu, nhưng vì cái gì trong mắt Lăng Hàn chỉ có thiên phượng thần nữ. Nàng khá háo thắng, cố ý quấn quyết lấy Lăng Hàn nói chuyện, mà một khi thiên phượng thần nữ mở miệng, nàng tất nhiên sẽ nhằm vào, chính là muốn so sánh mình và đối phương, ai càng thêm ưu tú. Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý đến, hắn yêu thích thiên phượng thần nữ không phải bởi vì sắc đẹp của đối phương, mà là vạn năm lo lắng, đã sớm nhất định, đây là vân nữ làm sao cũng so không được. Ba ngày cuối cùng đi qua, Vù, một cột sáng hạ xuống bao vây lăng hàn phúc phận gia thân nhưng ngay sau đó một vệt sáng hạ xuống gắn vào trên người xích hoang cực tương tự là phúc phận gia thân cái này đùng 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 bốn quang đoàn hạ xuống vô diện bắc hoàng thạch hoàng dương lâm đồng dạng được như vậy không phải nói chỉ có một vị vương trong vương mới có thể được phúc phận gia thân sao tất cả mọi người kinh ngạc đây cũng quá quái lạ lẽ nào chỉ cần có thể ở trên cơ sở cực cảnh đỉnh cao tiến thêm một bước, liền có thể được nơi này tán thành. Tại sao trước đây chưa từng xuất hiện? Rất đơn giản, bởi vì trước đây xuất hiện một vị vương giả liền ghê gớm, vương giả đỉnh cấp chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà lần này, một hơi xuất hiện 6 vị sức chiến đấu vượt qua cực cảnh đỉnh cao. Dù cho Dương Lâm dựa vào đan dược tăng lên, nhưng có thời điểm giới hạn, hắn xác thực nắm giữ tư cách ngang hàng vương trong vương, hoặc là nói, vào lúc ấy hắn chính là vương trong vương. Dương Lâm Vô diện tự nhiên đại hỉ, vội vã ngồi xếp bằng xuống, tận tình hấp thu tiên khí, đây chính là lĩnh ngộ có thể bù đắp quy tắc của bọn họ. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng cũng kinh hỉ, dù sao mục đích bọn họ tới đây chính là vì cái này, bằng không hai đế triều khen thưởng thật không có được bọn họ để ở trong lòng. Người ta là đời sau, truyền nhân của thánh nhân a. Chỉ có xích Hoàng cực tức giận đến phun máu, sớm biết như vậy, hắn sẽ liều với Lăng Hàn, hiện tại không chỉ mất đi bản nguyên thần diễm, hắn còn tự chém mấy triệu năm tuổi thọ tuy hắn còn trẻ, tuyệt đối có thể bước vào hàng hà cảnh, đến thời điểm đó, mấy triệu năm so với mấy trăm triệu năm cũng không tính quá nhiều, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẵn lòng sống ít mấy triệu năm. chương 1392, Thạch Hoàng Phát Huy Huống chi, hắn trả giá nhiều như vậy, nhưng vẫn không có đoạt bản nguyên thần diễm lại, ngay cả phúc vận gia thân cũng không để hắn cảm thấy vui sướng. Một câu nói, giá trị so với bản nguyên thần diễm, hết thảy bé nhỏ không đáng kể. Chờ sau khi ra ngoài, Hắn thầm nói, bản nguyên thần diễm hắn là nhất định phải đoạt lại, tuyệt không thể sai sót. Ong ong ong, tiên khí tràn ngập, đáng tiếc chính là, phân nữ, thiên phượng thần nữ, thác bạc đông chỉ có thể ở một bên nhìn, ước ao mà thôi. Hết cách rồi, đây là thuộc về vương giả đỉnh cấp. Lăng Hàn ngồi khoanh chân, điên cuồng hấp thu tiên khí, bù đắp quy tắc lĩnh ngộ. Đi minh giới, đương nhiên có thể bù đắp quy tắc, thế nhưng minh giới cũng chỉ có một phương diện quy tắc, không giống như tiên khí, hai người liền thành một khối cái này lĩnh ngộ đến, hiệu quả khác nhau như trời với đất. Có thể nói, ở minh giới lĩnh ngộ 10.000 năm cũng không sánh bằng ở nơi này chỉ một canh giờ. Hơn nữa, người của thần giới đi minh giới, bởi vì tu quy tắc không giống, quả thực chính là thái dương trong bóng tối, đi tới chỗ nào chỗ đó sáng, chính là mục tiêu sống. Lại thêm minh giới cử hận thần giới, vậy khẳng định sẽ đưa tới truy sát. Tinh thần cảnh giết không xong liền đến hàng hà cảnh, hàng hà cảnh giết không xong liền đến sáng thế cảnh, ở minh giới, sinh linh thần giới mạnh hơn cũng không cách nào vận dụng lực lượng quy tắc, ở thần giới vô địch chạy đến minh giới chỉ là phế tài, chết không quá khó. Mặt khác, quy tắc minh giới còn có hiệu quả đồng hóa, ở lâu, xác thực có thể lĩnh ngộ quy tắc minh giới, nhưng trong cơ thể nắm giữ quy tắc thần giới cũng sẽ biến mất, thật giống như hai tuyển một, người chỉ có thể được một người trong đó, không cách nào kiêm thu. Bởi vậy, hiện tại tiên khí này quý giá liền kinh người, bằng không làm sao có khả năng để đời sau và truyền nhân của hai vị thánh nhân chạy đến nơi đây chỉ có ba ngày thời gian sáu người không dám lãng phí một chút ngay cả xích hoang cực cũng mạnh mẽ đẻ xuống phẫn nộ hấp thu tiên khí hoàn thiện lực lượng quy tắc cái này có thể tăng lên sức chiến đấu của bọn họ càng mấu chốt chính là quy tắc bù đắp có cơ sở sung kích tầng thứ càng cao hơn lang hàn đã đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao không đột phá cực cảnh tu vi là không thể có tăng lên này cũng còn tốt không có lực lượng nào lãng phí ở tăng cao tu vi toàn bộ dùng để hoàn thiện quy tắc thiếu hụt của hắn trước một lần hấp thu tiên khí hắn hoàn thiện quy tắc đến sơn hà cảnh đại cực vị bởi vậy cái này có thể tăng lên một ít sức chiến đấu của hắn nhưng đối lập ở sơn hà cực cảnh mà nói chút tăng lên ấy còn thiếu rất nhiều sau một ngày hắn hoàn thiện đến sơn hà cực cảnh hiện tại nếu giao thủ với xích hoang cực lăng hàn có lòng tin ở trong trăm chiêu trấn áp đối phương đương nhiên xích hoang cực cũng thu được cảm ngộ như vậy sức chiến đấu khẳng định cũng có tăng lên mọi người đều tăng liền xem ai lĩnh ngộ được quy tắc càng nhiều lại một ngày đi qua, Lang Hàn hoàn thiện quy tắc đến nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Dù cho một tính của hắn kinh người, dù cho hiện tại là thiên địa mạnh mẽ rót vào, trăm lần ngàn lần tăng lên tốc độ cảm ngộ, nhưng vẫn có cực hạn. Ba ngày đi qua, cột sáng biến mất. Lang Hàn đứng lên, mở mắt ra, có cảnh tượng chư thiên tinh thần phun trào, sau đó hoàn toàn biến mất, có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt cực kỳ ôn hòa, cho người một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy năm người xích hoang cực cũng gần như đồng thời đứng lên trên mặt có vẻ thỏa mãn ba ngày nay bọn họ cũng thu hoạch to lớn đương nhiên nếu khóe miệng của xích hoang cực không tình cờ co giật một hồi hình tượng tự nhiên sẽ càng tốt hơn nếu thiên địa phúc vận ra chỉ kết thúc phải có thể đi ra ngoài oanh chỉ trong nháy mắt mà thôi chín người cảm giác thân thể bị một luồng lực lượng kỳ dị dẫn dắt bọn họ liền xuất hiện ở ngoài sơn hà lâm không chỉ bọn họ còn có mấy trăm thiên tài trước tiến vào sơn hà lâm toàn bộ bị đưa ra ngoài Chuyện này ý nghĩa, Sơn Hà Lâm chi tranh hơn 7 vạn năm một lần hoàn toàn kết thúc. Nhân tộc, một tiếng quát to vang lên, chỉ thấy xích hoang cực tóc đen sông thẳng bầu trời, có một sợi tóc bạc cực kỳ dễ thấy. Hắn không hề bảo lưu mà phóng thích khí tức của tinh thần cảnh, một vòng tinh thần hiện lên, rõ ràng chỉ to bằng bàn tay, nhưng tỏa ra khí tức đáng sợ, phảng phất đập một cái, bất luận người nào cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã. Tinh thần cảnh tiểu cực vị, đặt ở hợp ninh tinh, cái này có thể xưng là bá chủ, dù cho còn không phải cấp bậc hàng đầu. Mà ở đây, tinh thần cảnh cũng có tư cách xưng một tiếng cường giả, tiểu cực vị vừa vặn bước vào ngưỡng cửa như vậy. Vương giả như xích hoang cực, sức chiến đấu tất nhiên có thể vọt lục tinh, có thể so với trung cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Càng mấu chốt là, trong tay hắn còn có một thánh khí, kia mới là siêu cấp đại sát khí, giết bất kỳ một tên tinh thần cảnh này cũng là điều chắc chắn, ngay cả hàng hà cảnh tiểu cực vị cũng có thể ngang hàng. Lăng Hàn hơi nhướng mày, phải vận dụng hắc tháp sao? Ha ha, nếu thiên kiêu hội của hai giới đã kết thúc, xích hoang cực, người đây chính là lấy lớn ép nhỏ. Thạch Hoàng nhảy ra, che ở trước mặt Lăng Hàn, một bộ chuyện này ta gách. Lấy lớn ép nhỏ, xích hoang cực cười to nói. Ta tu đạo đến nay chỉ 200 năm, người này tất nhiên ở trên ta, ta đánh với hắn một trận, cũng coi như lấy lớn ép nhỏ. Ở giới võ đạo, cùng cảnh giới chiến một trận đương nhiên là công bằng, mà cùng tuổi chiến một trận cũng là công bằng. Thạch Hoàng không khỏi hơi ngưng lại, hắn quay đầu lại liếc nhìn Lăng Hàn, không khỏi kinh dị một tiếng, sau đó cười ha ha nói. Ngươi lại nhìn tỉ mỉ một chút, tuổi tác của hắn lớn hơn ngươi sao? Xích hoang cực đầu tiên là xem thường, nhưng quét nhìn Lăng Hàn một chút, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó ở trong sơn Hà Lâm, có lực lượng thần bí của thiên địa tác dụng, hắn không cách nào nhìn ra tình huống cụ thể của Lăng Hàn. Nhưng hiện tại đi ra ngoại giới, hắn khôi phục thực lực tinh thần cảnh, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra tuổi tác của Lăng Hàn ở trong vòng trăm tuổi. Nếu như tu vi của hắn còn có thể mạnh hơn một chút, vậy liền có thể chỉnh con số này chính xác đến 50, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. chương 1393, vực sâu, với thần linh mà nói, kỳ thực 100 năm thật không lâu lắm, đại đa số người bế quan một lần liền không chỉ số này. Nhưng vấn đề là, một cái trăm tuổi, một cái khác 200 tuổi, tuổi tác song phương là chênh lệch gấp đôi A. Thời gian tu luyện chênh lệch gấp đôi, này có thể đặt ở cùng một chỗ so sao. Nói cùng tuổi chiến một trận, vậy thì quá khôi hài. Sắc mặt của xích hoang cực biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn hử lạnh nói. Được, ta cũng không lấy lươn ép nhỏ, giao thần diễm ra, ta tha cho ngươi lần này, lần sau. Nhất định chém không tha, bản nguyên thần diễm là hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Chuyện cười, kia là chiến lợi phẩm của ta, lang hàn lạnh nhạt nói. Xích hoang cực, nếu như lời không phục, người áp chế tu vi, chúng ta đánh nhau cùng cấp, xem ta lại quất bại ngươi một lần như thế nào. Hừ, thực lực của ta mạnh hơn ngươi vạn lần ức lần, vì sao phải nhượng cho ngươi? Xích hoang cực cười gần, không kiêng rẻ thạch hoàng nữa, hung hãn ra tay. Làm càn, thạch hoàng khẽ quát một tiếng, âm thanh hóa thành nắm đấm, đập tới xích hoang cực. Oanh, xích hoang cực bị đánh bay ra ngoài, phốc, cả người huyết nhục mơ hồ, lại không phải đối thủ của thạch hoàng. Vù, quanh người thạch hoàng hiện ra bốn viên tinh thần. Tinh thần cảnh đại viên mãn, không, thậm chí có khả năng là tinh thần cực cảnh, viên tinh thần thứ năm là tùy ý có thể hiển hóa hay không. Không hổ là nhi tử của thánh nhân, xích hoang cực lại nghịch thiên, nhưng giới hạn ở tiểu cực vị, sức chiến đấu bản thân làm sao có thể so với đại viên mãn. Huống chi thạch hoàng đồng dạng là vương giả đỉnh cấp, ngay cả đánh nhau cùng cấp cũng không thua. Đáng chết, xích hoang cực đẫm máu, như phát điên rồi, hắn lấy ra thánh khí, phù, cổ kính khe khẽ rung lên, ở trong gương ngưng tụ một điểm sáng. Vèo, quang điểm lập tức hóa thành cột sáng, đánh tới thạch hoàng chỉ ngươi có thánh khí sao? Thạch Hoàng khinh thường nói, oanh, quần áo trên người hắn lập tức phát sáng, hình thành phòng ngự mạnh mẽ. Oanh, cột sáng đánh tới, nhưng oanh không phá phòng ngự của Thạch Hoàng. Phải biết, quần áo này là do phượng huyết chân kim đánh thành tơ, bị vân thạch thánh nhân luyện hóa, hòa vào ý chí võ đạo của thánh nhân, triệt để kích hoạt đặc tính của vật liệu thánh cấp, kia là uy năng cỡ nào. Thánh khí đối thánh khí, Thạch Hoàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí thành thạo điêu luyện chẳng muốn bắt nạt ngươi, mau cút, thạch hoàng khiển trách, tương tự là tinh thần cảnh, hắn là đại viên mãn, tương tự là thánh khí, nhưng đại viên mãn thôi phát ra uy lực tự nhiên càng mạnh hơn. Đừng nhìn ở trong sơn hà lâm xích hoang cực oai phong lẫm liệt, nhưng buông tay chiến một trận hắn không hẳn là thiên kiêu mạnh mẽ nhất đương đại. Lại như lăng hàn đạt được thứ nhất, nhưng hiện tại lại so một chút, bọn người bắc hoàng, thạch hoàng, vô diện đều có thể trấn áp hắn, dù sao hắn ngay cả nhật nguyệt cực cảnh vẫn không có tu thành. Xích hoang cực cắn răng, Hắn rõ ràng có thánh khí trong tay, có thể giết bất luận tinh thần cảnh nào, nhưng không làm gì được một Nhật Nguyệt cảnh nho nhỏ. Ầm ầm ầm, dưới chân tất cả mọi người truyền ra một đạo chấn động, để mỗi người lảo đảo. Tình huống thế nào, vẫn không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, oanh, mặt đất dưới chân bọn họ ầm ầm tan vỡ, tất cả mọi người rơi xuống. Dưới chân bọn họ hóa thành một vực sâu, hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Biến hóa như thế làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, tinh thần cảnh nỗ lực bay lên, nhưng bọn họ thình lình phát hiện, quy tắc thiên địa nơi này quá hỗn loạn, không cách nào tuyên truyền quy tắc của thần minh hai giới, chỉ có thể như nhật nguyệt cảnh, sơn hà cảnh, không ngừng rơi xuống. Chỉ có hằng hà cảnh mới có thể bay lên, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy người mà thôi, vẻ mặt của bọn họ cũng thận trọng, đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn họ cũng cảm giác được một tia rung động, không có lập tức ra tay cứu người. Nếu không, lấy năng lực của bọn họ chỉ ít có thể cứu một phần mười người. Oanh, người như hóa thành mũi tên, ở dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh về phía địa tâm. Kinh người chính là, cái hố này sâu vô cùng, bọn họ rơi xuống sắp hết 100 lần tim đập, nhưng vẫn không có thấy đáy, chỉ có bên tai cuồng phong gào thét, càng lúc càng lớn. Lúc này, người nắm giữ huyết mạch yêu thú phi hành liền trổ hết tài năng, dồn dập mở ra cánh chim, rất nhanh đã khống chế xu thế rơi xuống, đối kháng trọng lực. Thiên phượng thần nữ cũng mở ra phượng rực, nhưng vì miễn cho ngộ thương người khác, nàng khống chế cánh chim chỉ dài ba trượng, Đập cánh bay về phía Lăng Hàn, ôm chặt lấy hắn. "Ta bay không lên được." Nàng khiếp sợ nói. Lăng Hàn gật đầu, trong vực sâu này có lực lượng hấp dẫn khó mà tin nổi, bằng không chỉ là trọng lực, bọn họ không thể trong khoảng thời gian ngắn gia tốc đến mức độ như vậy. Trước tiên rơi xuống đất, lực kéo không thể vẫn mạnh như vậy, đến thời điểm đó chúng ta lại bay ra ngoài." Hắn nói, "Ừm." Um, thiên Phượng thần nữ gật đầu, vỗ cánh xuống dưới, nhắm vực sâu bay đi, ngược lại muốn xem xem nó sâu bao nhiêu sau nửa canh giờ, phía trước rốt cục xuất hiện mặt đất, có trụ đá sắc bén nổi lên, phảng phất như trông sắt, mà võ giả hạ xuống trước đám người lăng hàn, lại có rất nhiều người bị đâm ở trên trụ đá, xuyên thủng thân thể, dáng dấp cực thảm. Cũng may đều là thần linh, chút tổn thương ấy còn không đến mức chết, đều đang ra sức nhổ mình ra. Hô, kinh phong gào thét, lao về hang động phía trước, chính là luồng kinh phong này hình thành lực lượng hấp kéo mạnh mẽ. Thiên phượng thần nữ thu hồi hai cánh, nàng và lăng hàn nắm lấy một trụ đá đối kháng lực lượng hấp kéo như vậy lăng hàn đánh giá nơi này đây là cửa một hang động cực kỳ lớn mà phía trước là một hang động tối tăm rậm rạp dù cho lấy thị lực của hắn cũng không thể nhìn thấy nơi sâu xa hô kinh phong gào thét lực đạo vô cùng lớn a à, có người hét lên kinh ngạc không thể đối kháng quái phong này hấp kéo theo gió mà đi rất nhanh liền biến mất ở trong hang động sau đó thanh âm im bặt không còn sót lại chút gì Nơi này hắc ám ngay cả tầm mắt cũng có thể nuốt chừng, thị lực không cách nào nhìn xa, căn bản không thấy rõ nơi sâu xa như thế nào. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Oanh, bên người lăng hàn, rơi xuống một đồ vật không to bằng bàn tay, nhưng trọng lượng lớn lạ kỳ, tạo nên sóng trùng kích đáng sợ, oanh oanh oanh, loạn thạch ở phụ cận bị đánh nát toàn bộ. Mẹ kiếp, suýt chút nữa ngã chết ta, một tiểu nhân bò ra, chỉ cao ba tấc, không phải thạch hoàng thì ai. chương 1394, tà vật hắn có huyết mạch thạch linh, đừng xem thân thể nhỏ, nhưng phân lượng còn trầm trọng hơn một ngọn núi cao, bởi vậy, hắn căn bản không cần vận chuyển nguyên lực, lực hấp kéo căn bản không động được hắn. Có chút quái lạ, bác Hoàng cũng đi nhanh tới, hắn đã kích hoạt bảo đao trong tay, đây là thần khí cấp 15, bảo vật mạnh nhất dưới thánh cấp, chỉ là giới hạn ở tu vi, bác Hoàng cũng không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của cây bảo đao này. Đám vương giả nguyệt ảnh, vân nữ, dương lâm cũng dồn dập đi tới, nguyên lực tràn ngập, để bọn họ có thể không dùng tay vịn trụ đá cũng có thể ổn định thân hình không bị quái phong kéo đi. Một bên khác, thiên tài minh giới cũng tụ tập trung một chỗ, hiện tại hai bên ai cũng không tin được ai. Minh giới cho rằng đây là thần giới thiết lập cái bẫy, mà thần giới thì lại cho rằng là minh giới làm. A, à, liên tục không ngừng, có người bị quái phong hút đi, tiến vào hang động, sau đó không có âm thanh phát ra. Bị kéo đi đều là sơn hà cảnh, hiển nhiên thực lực không đủ, không cách nào đối kháng quái phong như vậy. Nhưng cái này vẫn để cho đám người lăng hàn lộ ra kinh sợ, Sơn Hà Cảnh tự nhiên không có bị bọn họ để ở trong mắt, nhưng vẻn vẹn chỉ là quái phong thổi mạnh mà thôi, cũng đã đáng sợ như vậy, vậy còn có thể có sự tình kinh người gì phát sinh không? Hừ, bốn cường giả hằng Hà Cảnh xuất hiện, bên thần giới là quảnh hành tăng vương cùng trường phong thiên vương, bên minh giới không rõ ràng, một cái là bạch diện thư sinh, một cái khác là đại hán mọc ra đầu sói, thực lực mạnh đến kinh người. Món đầu gì, giấu đầu lòi đuôi, còn không lăn ra đây cho bản tọa. Trường phong thiên vương gầm lên một tiếng, bổ ra một trường, một ngân hà bay ra, đánh về phía hang động. Trong ngân hà, chỉ ít mấy trăm ngôi sao đang phát sáng, chiếu toàn bộ hang động sáng trưng. Oanh, nơi sâu xa của hang động, không biết có nhân vật gì ra tay, một đòn liền đánh nát ngân hà, nhất thời, trong hang động tối lại. Nhưng lang hàn lộ ra vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, hắn có chân thị chi nhãn, thấy rất rõ ràng, mà đám vương giả bên người như thạch hoàng, hoặc là tu vi mạnh hơn, hoặc tu công pháp tương tự, cũng nhìn thấy nơi sâu xa trong hang động có cảnh tượng lóe lên rồi biến mất. Đó là một quái vật, lang Hàn không biết nên hình dung như thế nào, quái vật kia cực kỳ cao to, lớn tới trăm trượng, hình người. Nếu chỉ như vậy, này hoàn toàn không xưng được quái vật, nhưng then chốt là, bắp thịt toàn thân quái vật này rõ ràng do từng bộ thi thể tạo thành. Có võ giả, có yêu thú hóa hình, cũng có yêu thú chưa hóa hình, không phân 37-21, cứ như vậy dính vào nhau. Cực kỳ, buồn nôn, nhưng nó còn có mũi có mắt, còn có một cái miệng rộng, hít một cái liền phát ra lực lượng hấp thu đáng sợ, hình thành quái phong, hút đi người rất xuống, bị nó cắn thành hai đoạn. Hóa ra hết thảy là nó dở trò. Bọn người Lăng Hàn lộ ra vẻ khiếp sợ, quái vật này chỉ hấp khí mà thôi, liền sản sinh lực lượng hấp kéo kinh người, mà một đòn của Trường Phong Thiên Vương lại bị nó rất tùy ý oanh diệt, thực lực này thật đáng sợ. Hằng hà cảnh, hơn nữa còn là hằng hà cảnh cấp cao, thậm chí là tồn tại đại viên mãn sáng thế cảnh là không thể, bằng không căn bản không cần ra tay, tùy ý tràn ra một đạo khí tức liền có thể chấn áp hằng hà cảnh. Dưới chiến trường hai giới, lại có một quái vật như thế. Đây là tà vật gì? Quảnh hành tăng vương nói, đầu hắn cạo sáng bóng, trên có thần phù lít nha lít nhít, không ngừng phân biệt sáng lên. Vô số thi thể, máu tươi rót vào lòng đất, hóa thành tà vật như vậy sao? Bạch diện thư sinh mặt u tối nói, con mắt của hắn một âm một dương, một con như thái dương, một con như nguyệt lượng, Tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Khả năng cực cao, Trường Phong Thiên Vương gật đầu, tuy hai giới vẫn có xung đột, nhưng đối mặt một tà vật không biết sâu cạn, bọn họ vẫn có dự định liên thủ. Dù sao, mặc kệ là minh giới hay thần giới, đều có thể giảng đạo lý, nhưng tà vật trong hang động chỉ có ý nghĩ giết chóc, nuốt chửng huyết nhục. Hô, quái phong lại lên, tà vật này lại không có bởi vì Trường Phong Thiên Vương ra tay mà nổi giận, mà muốn tiếp tục ăn uống. Từ một loại góc độ nào đó mà nói, nó rất lười lại rất tham ăn. Lớn mật, bốn vị cường giả hàng hà cảnh đồng thời ra tay, từng ngân hà hiện lên, chém về phía tả vật trong hang động. Đây là hàng hà chiếu ảnh bọn hắn tu thành, nắm giữ uy năng đáng sợ, ngay cả hàng hà cảnh sơ kỳ va chạm phải cũng chết. Chi, bốn ngân hà chém qua, trong hang động nhất thời phát ra tiếng gầm lên giận dữ, oanh oanh oanh, có chấn động mạnh truyền ra, tà vật kia rốt cục xuất hiện, lộ ra ở trước mặt của mọi người. Nó không phải đi ra, mà là bò ra, thi thể mang theo trên người không ai không nhếch miệng, phát ra thanh âm của quái, như quỷ khấp, khiến người ta vừa nghe sắc mặt liền trắng bệch, hận không thể che lỗ tai lại. Âm thanh như thế, thẳng vào thức hải, phá não nứt hồn. Tất cả mọi người thất sắc, đây là quái vật gì? Có ý nghĩ, thạch hoàng lộ ra nụ cười, bảo y trên người mơ hồ phát sáng. Bác hoàng nhẹ nhàng chấn động bảo đao trong tay, chiến ý như ca. Nhưng lang hàn lắc đầu, tuy hai người này rất mạnh, còn có thần binh cấp 15, thậm chí thánh khí, nhưng làm sao cũng không thể để sức chiến đấu của bọn họ đạt đến hàng hà cảnh đại cực vị thậm chí đại viên mãn. Bọn họ tuyệt không phải đối thủ của tà vật này, then chốt còn phải xem bốn vị cường giả hàng hà cảnh. Giết, đại hán đầu sói của minh giới quát một tiếng, giết về phía tà vật này, một đạo hàn quang lướt qua, hắn rút ra một đại đao màu xanh, một đao đánh xuống, cây đao này lập tức phóng to mấy trăm lần, như một thanh thiên đao. Tà vật giơ tay vỗ tới thiên đao, nhất thời hình thành xung kích đáng sợ, oanh oanh oanh, oanh dư âm rung động, toàn bộ hang động cũng rung động, vô số cát đá hạ xuống, nhưng quỷ dị chính là, lại không có sụp đổ. Oanh, đại hán đầu sói bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn cười to nói. Hóa ra chỉ là lực lượng chưa tới đại viên mãn, không đáng sợ. Hắn hét dài một tiếng, lại giết trở về. phu ngân hà nổi lên, hóa thành một giải lụa, tương tự chân áp về phía tà vật. Tà vật này gào thét, phát ra âm thanh cực kỳ trầm thấp, ở trong huyệt động không ngừng vang vọng, một ít sơn hà cảnh bị chấn đến đầu óc nổ tung, ngay cả sắc mặt của nhật nguyệt cảnh cũng khó coi. Đáng chết, chương 1395, hạt cát để thánh nhân cũng kích động thượng. Quảnh hành tăng vương, trường phong thiên vương cùng với bạch diện thư sinh đồng thời ra tay, tà vật này giống như không có linh trí gì, chỉ vì giết chóc mà sinh, bọn họ cũng không ngại liên thủ diệt trừ. Tứ đại cường giả hằng hà cảnh liên thủ vây công, mặc cho tà vật kia vô cùng mạnh mẽ thì đã làm sao, lập tức liền bị áp chế. Chính như đại hán đầu sói nói, tà vật này chỉ có lực lượng hằng hà cảnh đại viên mãn mà thôi, nhưng không có cách nào vận chuyển quy tắc, điều này làm cho sức chiến đấu của nó căn bản không đạt tới cấp bậc đại viên mãn. Mà bốn người quảnh hành tăng vương là hằng hà cảnh đại cực vị, một đối một cũng chưa chắc thua tà vật, huống chi là bốn người liên thủ. Chủ yếu nhất là, tà vật này căn bản không có linh trí, chỉ biết tử chiến, vậy thì không đáng sợ, rất nhanh liền có thể trấn áp, giết chết tà vật này. Đáng kinh ngạc chính là tà vật này lại thật do các thi thể tạo thành, tách ra xem, mỗi một bộ thi thể rất bình thường, mạnh nhất chỉ có ba bộ tinh thần cảnh, cũng không biết vì sao chen lại sẽ có lực lượng hàng hà cảnh đại viên mãn. Bốn cường giả đưa ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xa của hang động, lấy thị lực của bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy, phía sau tà vật kia còn có một không gian thật lớn. Tà vật này sẽ biến thành dáng vẻ ấy, là bởi vì không gian phía sau sao. Bốn người liếc nhìn nhau, cũng ngật gù, tùy bọn họ phân chia hai giới, nhưng ở nơi này đột nhiên xuất hiện một khu vực vô danh, để bọn họ cũng phát lên báo động, cảm thấy phải tìm hiểu rõ ràng. Ở trước mặt vật có khả năng là kẻ địch chung, song phương lần thứ hai lựa chọn tạm thời liên thủ. Bọn ngươi lấy không hạm trở lại đi, quảnh hành tăng vương ném ra một vật đài, đây là một bảo khí phi hành, vừa rơi xuống đất liền không ngừng phóng to, chu vi tới 300 trượng, không mấy lần liền có thể vận chuyển toàn bộ người ra vực sâu. Trên thực tế, không có tà vật kia hấp kéo, ngay cả sơn hà cảnh cũng có thể theo vách động leo lên. Tứ đại cường giả bước về phía nơi sâu xa của hang động. Các vị, chúng ta cũng theo chứ. Bác Hoàng cười nói, mặc kệ các người có đi hay không, ta ngược lại là muốn đi. Thạch Hoàng lẫm lẫm liệt liệt nói, bản thân hắn chính là tinh thần cảnh, hơn nữa trên người còn có một thánh khí, tự nhiên không hề lo lắng. Đương nhiên phải nhìn, lang hàn gật đầu, các phương giả dồn dập theo vào, bên minh giới, xích hoang cực cũng trầm mặt mà đi, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua lăng hàn, hiển nhiên chưa từ bỏ ý nghĩ đoạt lại bản nguyên thần diễm. Đại bộ phận người là quyết định cưới Phật Liên rời đi, nhưng cũng có người gan to bằng trời, cho rằng ở đây khả năng tồn tại cơ duyên lớn, muốn lưu lại thử vận khí. Ngược lại, trời sập xuống không phải còn có bốn vị đại năng chống sao. Tuy bốn vị cường giả hằng hà cảnh đi rất cẩn thận, nhưng thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, dù cho như vậy vẫn cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người, cũng còn tốt, đây chỉ có một con đường, thẳng tắp về phía trước, không cần lo lắng sẽ bị lạc phương hướng. Đi không lâu sau, một bình nguyên to lớn đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Trong hang động, lại xuất hiện một bình nguyên, tử khí thật đáng sợ. Bác Hoàng lập tức nói, trên mặt lóe lên vẻ thận trọng. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, nhìn vùng đất này, trên mặt cũng không khỏi biến sắc nói. Ngàn tỷ năm qua, vô số người chiến tử ở đây, máu tươi hòa tan tiến vào trong mặt đất, đây là một huyết địa. Vô diện nắm lên một mớ bùn đất, thần lực phun trào, đất đá dồn dập hóa thành hư vô, cuối cùng chỉ còn dư lại một hạt cát màu vàng. Trong lòng tất cả mọi người căng thẳng, vô diện là nhật nguyệt cực cảnh đỉnh cao, lực lượng có thể so với tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, nhưng ở dưới hắn luyện hóa, lại còn có một hạt cát không có bị luyện hóa, cái này chẳng lẽ là thần thiết cấp 9 sao? Ồ, bác Hoàng cầm qua hạt cát trong tay vô diện, nhìn kỹ, qua một hồi lâu mới nói. Hạt cát này không đơn giản, rất không đơn giản, thạch hoàng cũng nói hắn đồng dạng nắm lên một khối bùn đất nhưng lần này sau khi luyện hóa lại không có cát vàng tồn tại hắn cũng không nhụt trí lại nắm lên một khối càng to lớn hơn luyện hóa lúc này trong tay hắn xuất hiện hai hạt cát vàng mọi người dồn dập nắm cát đất lên luyện hóa rất nhanh trong tay người người đều có một đến hai hạt cát tỉ mỉ nghiên cứu lang hàn cũng vậy tuy trong hạt cát này không ẩn chứa cái gì có thể suy tính nhưng cho hắn một loại cảm giác mạnh mẽ bàng bạc thật giống như đã từng là gạch ngói của một điện phủ trí cao nào đó, nhưng bị phá hủy, hóa thành cát vàng. Hắn thừa dịp không ai chú ý, đưa hạt cát này vào hắc tháp, giao cho vô tương thánh nhân phân tích. Cũng không nghĩ đến, vô tương thánh nhân hóa thành trùng sáng mới chỉ nhìn một chút, liền kinh ngạc thốt lên, thần thức tản mát ra âm thanh run cầm cập, nhưng cho dù là ở trong hắc tháp, lăng hàn cũng chỉ có thể nghe được một ít lời nói lộn xộn. Vô tương tiền bối, đến cùng ngươi nhìn ra gì? Lăng Hàn hỏi, bản tòa, nhìn thấy trời vô tương thánh nhân nói không hiểu ra sao trời ở trong một hạt cát nhìn thấy trời cái này tựa hồ là sự tình rất khôi hài hoàn toàn không nên từ trong miệng của một tên thánh nhân nói ra tiền bối nói rõ hơn một chút lang hàn vội vàng nói nhưng vô tương thánh nhân vẫn ăn nói linh tinh như cũ thật giống như điên rồi nào còn có một chút xíu dáng dấp của thánh nhân lang hàn không nói phiền muộn nhưng hắn biết hạt cát này không đơn giản có thể làm cho một vị thánh nhân thất thố như thế lai lịch tuyệt đối lớn đến kinh người Lăng Hàn cảm thấy hứng thú, ngưng tụ nắm đấm, nhắm mặt đất đánh tới, phốc, bùn đất tung bay, nhìn qua vô cùng bình thường, nhưng lăng Hàn cau mày, bởi vì cú đấm này tạo thành phá hoại quá nhỏ. Tuy thần giới vững chắc, nhưng hiện tại hắn đã đứng ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, một quyền xuống, tuyệt đối là núi sông cũng đoạn, làm sao có khả năng chỉ nổ ra một cái hố khoảng ba trượng. Oanh oanh oanh, hắn xuất liên tục 17 quyền, thần thức phô ra, thẩm thấu vào trong mặt đất, hắn phát hiện, sở dĩ quyền của mình tạo thành lực phá hoại không lớn, là bởi vì có đại bộ phận lực lượng bị một loại đồ vật đặc thù nào đó ở trong mặt đất hấp thu. Nhất định là cát vàng. Chương 1396, hạt cát để thánh nhân cũng kích động hạ. Những người khác cũng phát hiện dị dạng, dồn dập thử nghiệm, rất nhanh, bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cát vàng này thật không đơn giản, cái này đến tột cùng là nơi thế nào? Phía sau có nhiều người hơn cảm thấy, dồn dập thốt lên, nơi này cũng lớn quá rồi. Tiểu tử, nhanh thu thập những hạt cát này, càng nhiều càng tốt. Trong hắc tháp, vô tương thánh nhân nói năng lộn xộn, cực kỳ kích động. Tiền bối, cái này rốt cuộc là thứ gì? Lăng Hàn hỏi, bản tỏa cũng không biết, nhưng bản tỏa có thể khẳng định, năm đó nếu bản tỏa có đủ những thứ này, có thể xông lên sáng thế cảnh trung cực vị. Không, đại cực vị, thậm chí đại viên mãn. Vị thánh nhân này kích động nói, tuy chỉ còn dư lại một chùm sáng, nhưng ánh sáng rực cháy, thật giống như sắc mặt biến hóa. Lăng Hàn lấy làm kinh hãi, nhất thời bàn tay lớn mở ra, bắt đầu thu hồi lượng lớn bùn đất, cũng không kịp đi luyện hóa, chỉ thu vào trong hắc tháp, ngược lại không gian đủ lớn, không thiếu địa phương. Thấy hắn như thế, những người khác thật giống như được dẫn dắt, cũng dồn dập thu đất. Đường đường thiên kiêu, vương giả trẻ tuổi đương đại, lại từng cái từng cái chơi bùn, cái này nói ra nhất định sẽ khiến người ta cười chết. Nhưng bây giờ thì sao, bất kể là xích hoang cực, vô diện hay nguyệt ảnh, vân nữ, thậm chí bác hoàng, thạch hoàng, mỗi một người đều chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Còn có người vừa chạy tới, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy mọi người đều thu đất, một cách tự nhiên cũng làm theo. Đây là tâm lý theo số đông, theo lý thuyết, thiên kiêu lẽ ra nên có chủ kiến của mình, nhưng hiện tại là tình huống thế nào? Chín đại vương giả đều thu đất a, vậy khẳng định là bảo bối. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này thật giống như ngày mùa, mỗi người khí thế ngất trời, nhiệt tình 10 phần. Nhưng không lâu lắm, rất nhiều người ngừng lại, không phải không muốn thu đất, mà là không gian linh khí có hạn, không chứa nổi, hết cách rồi, vậy thì không thể làm gì khác hơn là một bên luyện hóa một bên thu lấy, ngược lại một khối bùn to lớn hơn nữa sau khi luyện hóa cũng chỉ ra mấy hạt cát, không cần lo lắng không gian linh khí không đủ. Lang Hàn rất nhanh phát hiện, muốn một lưới bắt hết cát vàng ở nơi này, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì bùn đất chứa cát vàng thực quá nhiều, không chỉ vùng bình nguyên này bao la vô biên, càng thâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu khoảng cách, quả thực chính là lấy mãi không hết hắn ngừng lại bắt đầu suy đoán nếu như cát vàng này có một đầu nguồn thì sao không chỉ hắn những người khác cũng dồn dập ngẩng đầu lên ánh mắt lóe sáng không phải mỗi người đều biết giá trị thực sự của cát vàng này nhưng dù ngu ngốc cũng có thể đoán ra cát vàng này bất phàm trong vùng bình nguyên này có khả năng chất chứa cơ duyên to lớn sơn hà lâm ở trên chỗ này cách đó không xa chính là nhật nguyệt cốc muốn nói hai chỗ kia cùng nơi này không có quan hệ gì vậy ngược lại là một chuyện cười có thể ở đây lý giải bí mật của Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc. Tất cả mọi người trở nên hưng phấn, Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc hơn 7 vạn năm mới mở ra một lần, nếu có thể ở đây tìm được bí mật, chẳng phải có thể hưởng thụ thiên địa phúc vận sao. Đám vương giả lăng hàn càng rõ ràng, kia là tiên khí, có thể làm cho bọn họ lĩnh ngộ quy tắc của hai giới, chân chính vô địch cùng cảnh giới. Mọi người dồn dập đi tới, hơn vạn người phân tán ở đây như giọt nước vào biển, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng tin tưởng, theo tin tức truyền ra, không chỉ người rời đi trước trở lại, càng nhiều người nữa sẽ đi tới tìm kiếm bí mật của tòa bình nguyên này. Ầm, um, xa xa đột nhiên truyền đến gợn sóng chiến đấu, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Mấy người lăng hàn hai mặt nhìn nhau, có thể đoán được, kia tất nhiên là bốn vị cường giả hằng hà cảnh rời đi trước đang ra tay. Tuy chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng chỉ ít cũng kéo mấy hơi thở thời gian, điều này nói rõ cái gì? Bốn vị kia lại gặp phải đối thủ hằng hà cảnh, nơi này nguy hiểm, không nghĩ tới trong tinh vực này lại còn có vị trí như vậy. Thạch Hoàng cười ha ha, hắn nắm bắt pháp quyết, chỉ một hồi, một chiếc xe ngựa loại nhỏ từ phía sau chạy như bay tới. Nói là xe ngựa, chẳng bằng nói xe bò, bởi vì cước lực chính là một con trâu kim loại màu tử kim. Chính là tọa giá của Thạch Hoàng, vật cưới cùng thùng xe phân biệt dùng một khối vật liệu thánh cấp làm thành, xa xỉ đến mức độ không cách nào hình dung. Các vị, không có thời gian nói chuyện, lên xe trước đi. Thạch Hoàng nhảy lên xe ngựa, thân hình cũng ở trong quá trình này thu nhỏ lại, đã biến thành một tiểu nhân ba tấc. Ngươi không thể phóng to xe ngựa sao? Bác Hoàng khó chịu nói, đây chính là vật liệu thánh cấp, ta cũng không có cách nào điều khiển. Thạch Hoàng nhún vai một cái, đến cùng các ngươi có lên hay không? Mọi người nhìn nhau một cái, nhảy tới xe ngựa, thân hình đương nhiên cũng thu nhỏ lại, bằng không thì không phải ngồi trên xe ngựa, mà là dẫm lên xe ngựa. Dẫm một thánh khí, không, hai cái thánh khí, cái này không phải đang tìm chết sao? Đặc biệt là tử kim như kia đã thoáng thông linh, một khi chân chính thức tỉnh ý thức, vậy chính là một vị thánh nhân. Ai dám cưỡi trên đầu nó a à? cũng còn tốt, thần linh muốn tạm thời thu nhỏ thể phách thật là một việc nhỏ, mọi người dồn dập hóa thành tiểu nhân ba tắc, sau đó đứng trên xe ngựa. Này hẳn là một chiếc chiến xa, thùng xe không có nóc, bên ngoài khắc xuống trận văn, tỏa ra khí tức cổ xưa trầm trọng. Trên xe ngựa không có bao nhiêu người, ngoại trừ thạch hoàng cùng bắc hoàng, chính là lăng hàn, thiên phượng thần nữ, vô diện, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh, Vân Nữ cùng tả toàn, những người khác không có tư cách leo lên. Tuy Nguyệt Ảnh không có chen vào hàng ngũ cửu vương, nhưng thực lực của nàng rõ như ban ngày, mà tả toàn là dính quang của Vân Nữ, bằng không tu vi chỉ là tinh thần cảnh còn chưa đủ để thạch hoàng nhìn với con mắt khác. Mấy người xích hoang cực đương nhiên không thể leo lên xe ngựa, dù sao thuộc về thế lực đối địch, lúc này không đánh nhau cũng đã rất khắc chế, nhưng tin tưởng không bao lâu nữa khẳng định sẽ không cách nào lại duy trì hòa bình như vậy. Chiến xa khởi động, tốc độ cực nhanh, bọn họ rất nhanh thì kéo dài khoảng cách, thực sự là một ngựa tuyệt trần, ngay cả xích hoang cực, thác bạt đông cũng đuổi không kịp. chương 1397, thâm nhập bình nguyên. Nhưng bọn họ đi chỉ ít nửa ngày, nơi này vẫn như cũ là bình nguyên trống rỗng, phóng tầm mắt đánh giá, bên kia cũng hoàn toàn trống trải, hoàn toàn không có phần cuối. Mọi người cũng không vội, thế giới dưới lòng đất này càng lớn, vậy chất chứa bí mật khả năng càng kinh người. Lộp cộp, chiến xa đột nhiên sóc này, thật giống như đụng vào món đồ gì đó, suýt chút nữa lật úp. Cũng may đây là vật liệu thánh cấp hóa thành vật cưỡi, chỉ lắc một cái, xe liền khôi phục vững vàng. Có điều, đến tột cùng là đụng vào món đồ gì. Phải biết đồ vật phổ thông căn bản là bị tử kim nghiêu đạp vỡ nát, kia là vật liệu thánh cấp sắp thông linh, một đòn chi uy không nói đạt đến thánh cấp, nhưng chỉ ít cũng có thể sánh ngang hàng hà cảnh đại viên mãn. Thạch Hoàng dừng chiến xa lại, mọi người dồn dập nhìn về phía sau chỉ thấy trên bình nguyên trống trải có một vật nổi lên, trước đó chiến xa ép qua chỗ kia mới xảy ra sóc này. Có huyết, bác Hoàng trầm giọng nói, mọi người ngưng mắt, chỉ thấy địa phương bất ngờ nổi lên kia vỡ ra một lỗ hồng, máu tươi tuôn ra, một mùi hôi thối mãnh liệt truyền tới, thật giống như lão thi bị ăn mòn mấy trăm năm. Thẻ, mặt đất lập tức nứt ra một cái khe, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, như mạng nhện xuất hiện, đại địa run rẩy nhẹ nhàng. Oanh, một bàn tay lớn bỗng nhiên từ dưới nền đất giò xét ra, Thinh linh là do rất nhiều thi thể giáp lại. Ở trên cánh tay của nó, có một bộ thi thể mổ bụng phá dạ dày, đang chảy ra máu màu đen, tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người buồn nôn. Cái bàn tay lớn này chống đất, để cả người từ dưới đất chui lên, nhất thời hiện ra một tà vật cực kỳ buồn nôn. Giống với con trước bị tứ đại cường giả Hằng Hà cảnh giết chết, cái này cũng là cấp bậc Hằng Hà cảnh, mặc dù là tà vật, nhưng tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, như một tà tôn. Tà vật này tự nhiên cũng nhìn thấy mọi người trên chiến xa lập tức hít một hơi thật sâu, nhất thời, cuồng phong gào thét, hình thành lực lượng hấp kéo mãnh liệt. Cũng còn tốt, đây là hấp khí không phải thổ khí, bằng không mùi hôi bay tới, phỏng trừng đại bộ phận người sẽ trực tiếp mất xỉu. Cuồng phong gào thét, nhưng mọi người trên chiến xa vẫn không nhúc nhích. Chiếc chiến xa này không phải hàng bình thường, mà do hai khối vật liệu thánh cấp chế thành, há là một tên hàng hà cảnh có thể lay động. Giết, thạch hoàng hư một tiếng, đưa tay vỗ chiến xa một cái, nhất thời, từng trận văn phát sáng, Đan dệt thành ánh sáng óng ánh, Tử Kim như há mồm, phốc, phun ra một tia sáng tím, đánh về phía tà vật. Đạo quang mang này vô cùng nhanh, phốc một cái liền đánh vào ngực tà vật, nổ ra một cửa động. Nhưng tà vật này không có vì vậy mà trọng thương, trái lại phát ra gào thét, vùng cự trưởng vỗ về phía chiến xa. Vù, cự trưởng vỗ tới, nhưng chiến xa đẩy lên một màn ánh sáng, cản cái tay này lại. Mà ở trên xe, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia là do 17 bộ thi thể tạo thành có thiếu đầu có thiếu tay chảy ra máu màu đỏ sậm khiến người ta nhìn mà muốn ói nếu không có chiếc chiến xa này phỏng chừng ngoại trừ thạch hoàng tất cả mọi người nơi này đều bị một tát miểu sát tà vật bị thương càng ngày càng trở nên táo bạo tràn ngập tính chất công kích nhắm chiến xa không ngừng oanh kích nó không hề có trí tuệ ở dưới ánh sáng của tử kim như thổ bắn nó bị thương liên tục nhưng vẫn không ngừng công kích không có ý nghĩ rút đi chút nào đừng nhìn tứ đại cường giả hằng hà cảnh rất nhanh liền xử lý nó nhưng này là đám người quảnh hành tăng vương quá mạnh mẽ tuy từ trên lý thuyết chiếc chiến xa này càng thêm bất phàm nhưng người chủ trì chỉ là tinh thần cảnh phát huy ra uy lực liền nhỏ hơn rất nhiều không ngừng bị thương tà vật này trung quy vẫn bị nổ đến vụn vặt một lần nữa hóa thành vụn thi lúc này mới hoàn toàn bị tiêu diệt thạch hoàng vội vã lái xe rời đi mùi hôi kia thực sự là quá khó ngửi một đường về phía trước bọn họ lại gặp phải mấy con tà vật tập kích thực lực có cao có thấp mạnh đến hàng hà cảnh yếu chỉ có nhật nguyệt cảnh chỉ do mười mấy thi thể tạo thành còn không có hình người chỉ như một quả cầu thịt mà thôi gần như sau một ngày phía trước đột nhiên xuất hiện sương mù lớn dù là ai cũng không thể xuyên thấu thạch hoàng dừng chiến xa lại tất cả mọi người lộ ra vẻ do dự còn muốn đi sao nơi này cực kỳ quỷ dị đi lên trước nữa khả năng có nguy hiểm lớn hơn chỉ cần không có sáng thế cảnh chiếc chiến xa này có thể ngăn được thạch hoàng bảo đảm nói mọi người hai mặt nhìn nhau cũng chậm rãi gật đầu đi tới chiến xa chậm rãi di động tiến vào trong mảnh sương mù này sương mù kia thực sự là vô cùng dày đặc bọn họ đứng ở trên xe căn bản không nhìn thấy địa phương ở ngoài ba thước mà nếu không có bản thân chiến xa hình thành một vòng phòng ngự ngăn cản sương mù xâm lấn chỉ sợ bọn họ đều khó có thể nhìn thấy gì lang hàn kéo tay thiên phượng thần nữ vạn nhất nơi này thật xuất hiện nhân vật khủng bố gì hắn sẽ lập tức đưa thê tử vào hắc tháp còn những người khác vậy phải xem tình huống dù sao mấy người bọn họ cũng chỉ mới quen, còn không có giao tình gì. Chiến xa tiến lên, bánh xe cuồn cuộn, nổ vang như nghiền ép đại địa, đây là lực lượng mạnh mẽ của vật liệu thánh cấp. Lăng Hàn nhìn phía trước, nhưng mặc hắn nhìn làm sao, ngay cả phát động chân thị chi nhãn cũng vô dụng, phía trước vẫn là một mảnh xương mù hừng hực, như vĩnh hằng. Nhưng đi tới đi tới, phía trước hắn lại rộng rãi sáng sủa, hiện ra một đình viện, một thiếu niên đang luyện kiếm, rõ ràng chỉ 13-14 tuổi mà thôi, nhưng tản mát ra khí thức thình lình đạt đến Sơn Hà Cảnh. Thật kinh người, mới hơi lớn như thế liền bước vào Sơn Hà Cảnh. Không đúng, Lăng Hàn vội vàng lắc đầu, hắn rõ ràng đi ở trong sương mù, làm sao lại đột nhiên nhìn thấy đỉnh viện, xuất hiện một thiếu niên. Ồ, bọn người thiên phượng thần nữ đâu? Lăng Hàn vội vã nhìn chung quanh, lại phát hiện nào còn có chiến xa tồn tại, nào còn có tung tích của đám người thiên phượng thần nữ, thạch hoàng. Mà thời điểm hắn lắc đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy thiếu niên kia cũng dừng luyện kiếm, nhìn xung quanh, động tác. Giống như đúc, lẽ nào, hắn chính là thiếu niên kia? Lăng Hàn giơ tay lên, thiếu niên kia cũng giơ tay lên, vẻ mặt mờ mịt. Lẽ nào là thần hồn xuất khiếu? Chương 1398, ta là ai? Lăng Hàn dùng mình một cái, đột nhiên bị một nguồn lực lượng lôi kéo về phía trước, đâm đến tên thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên kia lại tựa hồ như không phát hiện, vẫn đứng như cũ, không có ý nghĩ né tránh nào. Phốc, hai người đụng vào nhau nhưng không có ai đụng ngã ai mà là cả người lăng hàn như nước tan vào trong cơ thể thiếu niên kia thời khắc này hắn và thiếu niên triệt để kết hợp thành một thể không không phải kết hợp một thể thiếu niên này ngoại trừ một cái tên ra thì không có bất kỳ ký ức trống rỗng phải nói là thần hồn của hắn làm chủ thể xác này mới đúng ý thức của hắn có chút mơ hồ hai cái tên bốc lên ở trong đầu một người tên lăng hàn một người khác tên là đinh tử chân ta đến cùng là ai lăng hàn có chút mờ mịt Ký ức thuộc về bản thân hắn đang cấp tốc biến mất, hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ, đó chính là hắn gọi đinh tử chân, cái khác, cái gì cũng không biết, hắn đột nhiên cắn răng một cái, hắn là Lăng Hàn. Sương mù này là một mê trận, bất chi bất giác liền khống chế tâm linh của hắn. Tiến vào hắc tháp, Lăng Hàn vội vã suy nghĩ, nhưng phát hiện trong cơ thể không có hắc tháp tồn tại, thật giống như hắn thật biến thành đinh tử chân. Chuyện gì thế này, ta không phải đinh tử chân, ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn ở trong thân thể kêu to, nhắc nhở mình, không có hắc tháp là kẽ hở to lớn nhất, để hắn tóm lấy, không có mất bản tâm của mình. Đinh tử chân, mấy thiếu niên đi vào đình viện, nên đi tộc bỉ, kha kha, đàng hoàng chịu thua liền được, bằng không lại đánh cho người ba tháng không thể tu luyện. Còn không mau cùng đi, mấy thiếu niên kia nhìn qua lớn hơn hắn một hai tuổi, thực lực cũng cao hơn một đoạn, Lăng Hàn phát hiện, tu vi của hắn chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, mà đối phương chỉ ít cũng là trung cực vị, thậm chí còn có đại cực vị, đại viên mãn. Có điều, Lăng Hàn không sợ, hắn có lực lượng lục tinh, thậm chí bù đắp quy tắc, sức chiến đấu có thể đột phá lục tinh. Theo mấy người này rời đi, bọn họ một đường đi qua vô số lầu các, nơi này lớn thái quá, đi rất lâu, mới đến một luyện võ trường, nơi này đã có thật nhiều người chờ, trẻ có già có, nữ có nam có. Thực lực của mỗi người cũng cao thấp không giống nhau, có sơn hà cảnh, cũng có nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh, yếu nhất cũng là phá hư cảnh là trẻ con đang được ôm ở trong ngực t cái này không phải sinh ra chính là phá hư cảnh sao đây là nơi quái quỷ gì sinh ra liền tiếp cận thần linh mà càng làm cho lăng hàn khiếp sợ là hắn thấy có người tình cờ lưu chuyển ra tinh hà kiệt tuyệt đối là cường giả hằng hà cảnh nhưng giống như những người khác ở trong đám người đàng hoàng chờ đợi phần cuối của luyện võ trường là một cái đài cao phía trên ngồi mấy người mỗi người đều bị sương mù che mặt có vẻ cực kỳ thần bí chỉ liếc mắt nhìn lăng hàn liền có loại cảm giác khó chịu như thần hồn muốn xé rách quá mạnh mẽ mấy người này tùy tiện đi ra một vị tuyệt đối có thể một tay che trời trong nháy mắt liền phá nát tinh thần thổi một hơi liền có thể hủy diệt một tinh vực thánh nhân sao ngay cả hằng hà cảnh cũng chỉ có thể đứng ở một bên người ngồi ở trên cao kia khẳng định vượt qua hằng hà cảnh không phải thánh nhân đó là cái gì hơn nữa thánh nhân còn phân bốn cấp những người này tuyệt không chỉ tiểu thánh đơn giản như vậy thậm chí có khả năng là đại thánh thánh vương Đinh ra cuối năm thi đấu, bắt đầu, theo một người hô lớn, từng đôi người tiến vào giữa trường bắt đầu giao chiến, ít nhất cũng chỉ 10 tuổi mà thôi, nhưng thình lình đều có tu vi sơn hà cảnh tiểu cực vị, thắng được mọi người kinh ngạc thốt lên cùng than thở. Không hổ là Đinh Diệu Long, truyền nhân đại trực hệ thứ 77 của lão tổ, tổ huyết tương đối thuần hậu, mới 10 tuổi liền cường đại như vậy. Tương lai tất nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng của Đinh Gia Ta. Thiếu niên này rất mạnh, rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng có thể chiến đại cực vị thậm chí ở sau khi vận dụng bí pháp nào đó một tên sơn hà cảnh đại viên mãn sơ kỳ cũng bị hắn oanh bại thiên thu tuế nguyệt không nghĩ tới thiên phú của diệu long cường đại như thế ở cảnh giới này liền có thể sử dụng lực lượng của tuế nguyệt may mắn của đinh gia ta trên đài cao mấy tồn tại vô cùng mạnh mẽ gật đầu không chút keo kiệt ca ngợi đinh diệu long mang theo tràn đầy ca ngợi hạ tràng sau mấy vòng chiến đấu đến phiên lăng hàn phải nói là đinh tử chân Đối thủ của hắn cũng là tiểu cực vị, nhưng tu vi hơi cao hơn hắn một chút, là một trong vài tên thiếu niên lúc trước kêu lăng Hàn kia. Ngoan ngoãn nhận thua đi, đối phương ra tay, đánh tới lăng Hàn, lăng Hàn phản kích, nhưng hắn thình lình phát hiện mình thật đã biến thành một người khác. Thân thể của hắn không có sức phòng ngự mạnh mẽ, lực lượng của hắn cũng không có vượt qua lục tinh, hắn nắm giữ tất cả bí pháp đều biến mất. Hắn bây giờ chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, hơn nữa một tinh cũng không có vượt qua. Oanh, miễn cưỡng ngăn mấy chiêu, Lăng Hàn bị đối phương một cước đá bay. Phế vật, thời điểm đá bay, đối phương còn dùng khẩu hình nói một câu, biểu hiện khinh bỉ. Lăng Hàn rơi xuống đất, hắn muốn bỏ lên tái chiến, nhưng một luồng đau nhức kéo tới, hắn không thể chịu đựng, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ạch, à, khi hắn tỉnh lại, chỉ nghe tiếng kinh hô như vậy ở bốn phía đồng thời vang lên. Hắn trở lại trên chiến xa, bốn phía vẫn như cũ là một mảnh sương mù, thiên phượng thần nữ, thạch hoàng, bắc hoàng, một người cũng không thiếu. Thật quỷ dị, các ngươi, có phải là tiến vào một huyễn cảnh, phát hiện mình thành một người tên là Đinh Tử chân không? Lang Hàn hỏi, ừm, um, thiên phượng thần nữ là người thứ nhất gật đầu, những người khác sắc mặt cũng kinh biến, sau đó từng cái gật đầu. Bọn họ nói ra mình trải qua, quả nhiên, mỗi người giống nhau như đúc, bọn họ hóa thân Đinh Tử chân ở gia tộc thí luyện, nhưng không ngoại lệ đều gặp phải thảm bại. Cái này tự nhiên không thể là mộng cảnh, mộng cảnh không thể chân thực như thế, cũng không thể để tất cả mọi người nằm mộng như nhau. Mảnh sương mù này, tất cả mọi người nhìn sương mù không tiêu tan bốn phía, rất đơn giản, khẳng định là mảnh sương mù này tạo thành ảnh hưởng với bọn họ, nhưng vấn đề là, trong bọn họ tu vi thấp nhất cũng là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, cao nhất thậm chí là tinh thần cảnh đại viên mãn, lại ở trong nháy mắt không hề phòng bị mà tập thể chúng chiêu. chương 1399, Mộng Cảnh Huống chi bọn họ còn ở trên một chiếc chiến xa, kia là vật liệu thánh cấp tạo thành, chỉ nói phòng ngự, khả năng còn cường đại hơn hàng hà cảnh đại viên mãn. Nhưng cái này vẫn trúng chiêu, chẳng lẽ mảnh xương mù này còn có lực lượng của thánh cấp? Mọi người nhìn nhau, không khỏi cau mày, còn tiếp tục tiến lên sao? Đây là do dự ở trong lòng bọn hắn, ngay cả Thạch Hoàng cũng có chút không nắm chắc được. Hắn có thể kết luận, chỉ cần không có thánh nhân xuất hiện, vậy chiếc chiến xa này đủ để bảo đảm bọn họ bình an, nhưng sự thực chứng minh, sương mù vẫn tập kích ý thức của bọn họ, để bọn họ tiến vào một giấc mơ. Trước không có nguy hại, nhưng ai có thể bảo đảm tiếp sau sẽ không có. Bọn họ là thiên kiêu đương đại, chỉ cần bình thường trưởng thành, tiền đồ tương lai cũng không thể đo lường, không cần nhất định phải cướp đoạt cơ duyên nơi này. Ta muốn đi nhìn một chút." Lăng Hàn dẫn đầu nói. "Ta cũng vậy." Vô Diện cũng nói, càng ngày càng nhiều người gật đầu, bọn họ là thiên kiêu vương giả, có ý chí kiên định, có nghị lực lớn, thậm chí còn có lòng hiếu kỳ rất lớn sương mù này chính là một đoàn bí ẩn, hấp dẫn bọn họ muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ha ha, vậy liền tiếp tục tiến lên, Thạch Hoàng cười ha ha, đánh xe đi tới. Vẫn như cũ là sương mù dày đặc, vẫn như cũ là không nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì, nhưng đi tới đi tới, phía trước đột nhiên trở nên rõ ràng, vẫn là luyện võ trường. Lại trở về, chỉ cần lăng hàn cảm thụ trong thân thể có hắc tháp hay không, liền biết mình có phải là tiến vào mộng cảnh hay không. Hắn lại thành đinh tử chân, có điều rõ ràng lớn hơn một ít, hẳn đã đi qua một năm. Chỉ là tu vi của hắn hầu như không hề tăng lên, vẫn là tiểu cực vị tiền kỳ, nhưng nhìn lại những người ở năm ngoái kia một chút, từng cái từng cái không chỉ cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa thực lực chỉ ít bước qua một hai tiểu cảnh giới nhỏ. Kinh người nhất chính là Đinh Diệu Long, từ tiểu cực vị bước vào đại cực vị, vượt qua hai cảnh giới nhỏ. Sơn Hà cảnh đại cực vị 11 tuổi, quá kinh người. Không có chút hồi hộp nào, Đinh Diệu Long thành minh tinh trói mắt nhất trong gia tộc, mà Đinh Tử chân hoàn toàn là chuyện cười. Người này, nếu không phải Đinh Quách tộc ra không tiếc tiêu hao nguyên lực, mạnh mẽ tăng hắn lên tới Sơn Hà Cảnh, thì hắn đời này không thể bước vào thần cảnh. Cũng khó trách, sinh ra mới chỉ là Linh Hải Cảnh, có người nói chỉ có tiện dân mới sẽ như vậy. Ta hoài nghi hắn có phải là người của Đinh gia chúng ta hay không? Rất nhiều người lạnh lùng nói, không hề có chút tình cảm đồng tộc. Hình ảnh đến đây kết thúc, Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, trở lại trong hiện thật. Mỗi người cũng tỉnh lại, trên mặt mang theo vẻ khó chịu. Ở trong mộng cảnh, bọn họ chính là đinh tử chân, đinh tử chân bị làm nhục, cùng chính bọn hắn chịu nhục không khác nhau gì cả. Nơi này, lẽ nào chính là đinh tử chân kia sáng lập? Ở trong giấc mộng, hắn chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, nhưng mảnh xương mù này có thể xuyên thấu qua vật liệu thánh cấp ảnh hưởng đến chúng ta, cái này tất nhiên là thủ đoạn của thánh nhân. Sau đó hắn tất nhiên được kỳ ngộ, mới có thể đột kích ngược. Tất cả mọi người dồn dập thảo luận, Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói: các người phát hiện đinh diệu long kia không, mới qua một năm, hắn liền bước qua hai cảnh giới nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi gật đầu, bọn họ cũng là thiên kiêu đương đại, luận thiên phú võ đạo khẳng định không có gì để nói, tuyệt đối là đỉnh cao, nhưng bọn họ vượt qua một cảnh giới nhỏ cần bao lâu. Dù cho chỉ là sơn hà cảnh, cũng phải mấy chục năm. Như xích hoang cực, loại có bản nguyên thần diếm thì không tính, mà lăng hàn có luân hồi thụ, vậy thì càng thêm biến thái, đặt ở tiên vực cũng là trí bảo ghê gớm. Đây rốt cuộc là gia tộc gì? Tất cả mọi người chấn kinh, không chỉ Đinh Diệu Long, những người khác ở trong mộng cảnh tiến bộ cũng nhanh đến mức kinh người, thế lực như vậy thật đáng sợ. Trong lòng Lăng Hàn hơi động, lẽ nào, Đinh Tử chân là người của tiên vực, nếu phải, như vậy tốc độ tu luyện của gia tộc này nhanh chóng liền có thể hiểu được, dù sao cũng là thủ đoạn của tiên gia, hổ nữ ở trong vòng 5 năm bước vào thánh cảnh, cái này kinh người đến không có bằng hiếu. Tiếp tục tiến lên, lần này, tất cả mọi người hiếu kỳ, muốn làm rõ. Chiến xa tiếp tục tiến lên, mộng cảnh thì trong lúc vô tình đến, khiến người ta căn bản không thể đề phòng. Thời gian trong mộng lại qua một năm, vẫn là gia tộc luận võ, Đinh Tử chân vẫn chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ. Kỳ thực, đặt ở thần giới, cái này rất bình thường, bước qua một tiểu cảnh giới nhỏ của sơn hà cảnh, bình thường cần mấy trăm năm, một năm có thể có gì thay đổi. Nhưng ở Đinh Gia, chỉ một năm mà thôi, tu vi của người người đều có tiến bộ lớn, đặc biệt là Đinh Diệu Long, đã trở thành sơn hà cảnh đại viên mãn. Trong trận luận võ này, Đinh Diệu Long không chỉ trói mắt đơn giản như vậy, mà bắt được người thứ 10, cũng là Sơn Hà Cảnh duy nhất trong 10 vị trí đầu, hắn thậm chí đánh bại một đối thủ nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị hậu kỳ. Lăng Hàn biết, Đinh Diệu Long này tất nhiên là tu ra cực cảnh, hơn nữa còn đạt đến cực cảnh đỉnh cao, bất quá cực cảnh đỉnh cao cũng chỉ là về mặt lực lượng có thể so với nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, nhưng hắn lại có thể đánh bại tiểu cực vị hậu kỳ. Mình làm được sao? Lăng Hàn tự nghĩ, lấy thể phách của hắn xác thực có thể mài chết đối thủ, nhưng muốn như đối phương chính diện trực tiếp oanh bại đó là không thể đinh diệu long này nắm giữ một loại bí pháp có thể để cho lực công kích của đối phương lão hóa đúng chính là lão hóa đấm ra một quyền nhất định sẽ theo thời gian trôi đi mà lực công kích giảm mạnh cuối cùng bình tĩnh lại mà đinh diệu long lại có thể để quá trình này tăng nhanh gấp trăm lần thậm chí ngàn lần bởi vậy một đòn của đối thủ kéo tới đánh tới trước người hắn thì đã không còn uy lực đây là khống chế thời gian sao trong lòng lăng hàn kinh hoàng thời gian là lực lượng thần bí nhất nếu như hắn cũng có thể nắm giữ thời gian vậy sức chiến đấu của hắn không biết có thể tăng lên bao nhiêu lần chuyện này lẽ nào ý nghĩa của mộng cảnh chính là để bọn họ có thể nắm giữ lực lượng thời gian sao kết quả tỉ thí không có chút hồi hộp nào đinh tử chân thảm bại thành tích lót đáy